Chào anh em nhá. À, đến hẹn lại lên hơn 10 giờ. Kênh Hoàng Kiên lại tiếp tục lên. Mình dù rằng mấy ngày nay cũng quần ác, vừa là mua bán cũng vừa là nhiều công việc. Hiện tại là anh em là cũng phải cố gắng lên đây để giao lưu mọi người. À, bên cạnh mình đây là hôm qua mình mua một số xe về nhá. Có một con xếp Basi này, US này, Lit này, Way 100 này, US này, Liberty này, ABS này, 8296 này. Con Jim Việt này 2011 mà đuôi 49 của Tước. Bây giờ vừa rồi hôm qua là anh em đến cọc để đổi một chiếc xe khác nhá. Một chiếc Way Alpha 204. Bên kia là một chiếc Way 125. Đấy. Đây là video mới về là mình đây, mình sẽ giới thiệu anh em một siêu phẩm. Nói chung mình làm video riêng cho em nó rồi nhưng mà cũng nhiều người có thể biết, người không biết. Đây ông sẽ quay vào đây một siêu phẩm. Đây. Chiếc xe này mình nghĩ là ngoài trong Nam mình nghĩ là cũng đã rất hiếm rồi. Ngoài Bắc mình hiện tại đã tuyệt chủng nhá. Futurenail 2009. Xe này dành cho, không dành cho số đông nhá, nhưng mà vẫn cho anh em chiêm ngưỡng. Thật sự ra từ sáng giờ là mình tiếp 3 đoàn khách, toàn anh em thợ, những đại gia của làng Future. Nhìn ông nào đấy đi ra về cứ thẫn thờ. Ôi kia rồi, anh không ngờ. Mấy khi mua con xe này, toàn các đại gia khu vực anh em chở xe săn những dòng Future này chuyển vào miền Nam. Nhưng thật sự mình cũng không bán. Mình muốn là để trên này anh em giao lưu trên hội để bán chiếc này. Ông quay gần đây cho con. Con xe này nó có cái đặc biệt nhá, mới đi có 3.000 km. Đây này, tem này, Futurenail 209, xe mới đi 3.000. Lốp còn zin cả đôi, còn dày bịch. Đấy. Anh em ai ở trên này thì chào nhau tiếng nhá. Mình cũng chưa nhìn thấy mọi người trên này. Chiếc xe này là hôm qua là của một anh Linh. Anh ở tỉnh Thái Bình. Anh mua hai chiếc, một con zin, một con Future 209. Chiếc này anh để phòng khách được 13 năm nay rồi. Anh ấy thấy những đường like của Kiên là có thể anh Linh đang xem trên này nhé. Anh Linh cảm ơn 274 người đang xem nhé. Có thể anh Linh đang xem trên này, nhưng rất cảm ơn anh Linh đã để cho em chiếc xe này vô cùng quý giá. Anh ấy câu chuyện anh bảo anh giữ lâu rồi. Nhiều người nói ra nói vào, gia đình họ anh em họ hàng bàn tán rất nhiều, nên thì anh vẫn nhượng lại cho anh. Thấy em là người anh để tin tưởng, anh để nhượng lại với em chiếc xe này để em giữ gìn hộ anh, chứ không phải là không bán nhá, để một người giữ gìn. Thế thật sự ra thì mình cũng là tiếp quản, nên mình là anh hãy để nó về với em để em sẽ cho em nó tỏa sáng. Những chiếc xe này là mới đi 3.000 cây, chắc là ngoài Bắc mình không còn đâu nhá. Future 209 nhá, không phải đời thấp. 209 bản miền Nam anh em đang rất cồn cào, đặc biệt là Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long, rồi Đồng Nai, rồi Sài Gòn nhá. Các anh em giới siêu giàu đấy, có tiền chưa mua đâu. Chiếc xe này nhá, nó thật ra để ông quay vào đây cho con nhìn cái cục máy. Cảm ơn 341 người đang xem nhé. Chào Trần Hường. Đây nhìn cái đầu bò này. Thôi mình cũng giới thiệu một tí xe đã. Ôi giời ơi này, như một đống cát nó nằm ở trong này. Nhìn xe nó như một đống cát. Cũng như là nó vừa mới đúc ra, nó đúc rôm ra xong. Đây. Con xe này còn dỉ hết cả chân trống, hầu như không đi nhá. Dỉ hết cả cần số luôn. Xe đi 3.000 cái xe không dán lên lông, nhưng không một vết xước nhỏ luôn. Đây này, chân trống còn rôm. Để xe này anh ấy đi ở xe ở vùng Thái Bình. Và thật ra xe này nó quá là tuyệt hảo luôn. Đây, lốp còn dày bịch nhá, hầu như là mới tinh. Ông quay cho con tuần thứ bao nhiêu 2009 này. Tuần thứ 45 năm 2009. Đôi lốp còn zin. Xe này nó là tuyệt hảo luôn, không bao giờ có đâu. Đấy, anh em chiêm ngưỡng một chiếc Future. Và nếu có ai có những chiếc này nhá, bán cho mình nhá. Đây này. Cảm ơn anh Linh đã liên hệ với em Kiên để bán cho em chiếc này. Đây. Sửa ôi, chìa khóa một đôi luôn, mới cứng. Đây, mở yên. Mình nổ máy cho mọi người nghe cảm nhận. Đấy, rất nhiều người không mấy khi được chiêm ngưỡng những xe siêu phẩm này. Nó thật ra ngoài Bắc mình nhiều người không để ý đâu, nhưng mà đặc biệt miền Nam là riêng xe này ngoài Bắc anh em gần như tuyệt chủng dòng này, nhưng mà vẫn còn con này sót lại. Nhưng mình muốn để ra cho anh em ngoài Bắc này. Đấy, thật sự ra nếu như anh em trong miền Nam mua hết rồi thì ngoài Bắc mình lấy đâu ra mà chơi. Đấy. Đấy, có Quang nhá, có Quang ở trên này ông nọ đòi con 36 triệu. Con xe 207 không tính tiền, con đấy chạy 3 vạn nhưng con này của anh có 3.000 thôi. Xe này anh dành cho, không dành cho số đông nhá. Dành cho anh em các giới siêu giàu. Chứ có giàu chứ chắc đã dám mua đâu, nhưng mà nó thật là mình phải cố gắng lắm mới về đến đây. Đấy, ông lại quay bên này một tí, cùng máy sửa. Này, nước sơn vẫn bụi nguyên nhá.
Đây đầu bò nhìn như đống cát, như vừa lúc ra lò xong. Đây các bạn nhìn đây, cái màng nhện nó vẫn răng tơ đấy nhá. Khi mình mua, mình thuê một chuyến ô tô đi từ Hà Nội về Thái Bình hết gần 2 triệu nhá, gần 2 triệu một con xe tải 1 tấn 225 để chuyển chở em này nó về. Thật sự là vô cùng quý giá, bởi vì mình cũng không tiếc tiền, gần 2 triệu mỗi chở mỗi cái đứa này về thôi. Đáng nhẽ mình phải đi nhảy xe khách, nhưng hết có khoảng, bà đáng bao nhiêu đâu, nhảy xe khách hết khoảng tầm 200 nghìn đi em nó về, nhưng mà mình không chơi, mình thuê hẳn cái chuyến xe tải, rất là trân trọng em nó, buộc chẳng buộc cẩn thận, không được đi nữa, về lên đây bốc lên đây để đây, mình chưa đi nhá, mình chưa đi ra ngoài. Vì xe này không đi, xe này là dành cho anh em giới sưu tầm, giới những giới gọi là những nhà bảo, để bảo tàng thôi, để bảo vật sau này thôi. Chơi những dòng này thì không bao giờ lỗ vốn đâu, nó là vàng đấy, những siêu phẩm. Cảm ơn 485 người đang xem nhá. Khai Nguyễn, anh Kiên tuyệt vời luôn, anh mua 3 năm rồi mà đi chưa phải sửa chữa gì vẫn thút thít. Cảm ơn anh Khai Nguyễn, Khải Nguyễn nhá. Tấn Tùng, thái con xe này số 2, không còn con nào là chủ nhật rồi, đúng rồi. Xe này mình miền Bắc mình không biết có con nào, thì anh em lên đây thi đấu nhá, mới chạy có 3.569 cây. Anh chủ anh có 2 chiếc, một chiếc này, một chiếc Future. Nhà rất là không có điều kiện lắm, anh Linh ấy. Nhưng mà anh ấy vẫn chơi. Anh đi con Jim cũ nát rồi, nhưng con này vẫn để lại. Thế mà vì là nhiều người nói quá, có thể là nhiều người nói xì xào quá, anh bảo là anh gửi em trông hộ anh, là trông nhờ một người nào giữ hộ anh. Đấy, giữ lại bảo tàng, có việc cái xe này để bảo tàng sau này, để lại cho con cháu mình sau này. Chứ xe này nếu mấy anh bảo mua về để anh đi thì mình bảo không, anh đừng mua. Kể em bán đất em không bán. Anh mua về để anh đi thì bảo thôi anh mà đi thì nó phí. Đấy. Ông lại quay lại một vòng gần nữa để cho mọi người cảm nhận, nếu mà ngoài Bắc nhiều người không nghĩ là tại sao mới còn những con xe như này. Đây, không phải nghĩ này, tem này, nhìn cái tem dính rắc này. Đặc biệt anh em miền Nam thì nó vô cùng quý. Xe này là dành chuộng cho người nào mập mập tí. Đấy. Biển số này 17N5 1165, mình mua chính chủ luôn của anh Linh. Đấy. Xe mình chỉ được nổ máy thôi nhá. Đây yên này, mở yên này. Ôi giời ơi, đây yên mà toàn bộ cái túi bóng ở Thái Bình bây giờ vẫn lên đây, vẫn còn, khẩu trang vẫn còn. Đây xe này thì dành cho anh em sẽ là bảo tàng, nó sẽ là bảo tàng sau này. Cảm ơn 510 người đang xem nhá. Xe này mình bán không hề rẻ, bởi vì mình mua cũng không hề rẻ. Nhưng nó thật ra mình mua không rẻ, nhưng mình cũng là để ngày qua là mình gọi là mình trúng đề, trúng số. Mình bán ra chiếc này nhá, mình mua cũng hợp lý, cũng không phải là cao, nhưng mình bán con này để bán công khai trên này, cũng có người anh em bảo là mình gì, nhưng thật sự nó thực tế có người giả, mình ráp giá rồi, thợ trực tiếp đến giả, nhưng mình không bán. Xe này mình bán là 65 triệu nhá. Nếu ai anh em có tiền, không nghĩ đến tiền, một vài triệu rồi, thật ra trên nhau chỉ một vài triệu với mình là người đưa đò, nhưng mình không thể giữ em nó lại được. Nếu như con xe này không bán được thì mình sẽ lại tiếp tục lưu giữ lại, mình cũng chuẩn bị một kho để xe rồi. Nhưng mà thật sự là mình nghĩ là mình với cái tâm thế mình lúc nào cũng thương mại này, chắc là không thể giữ được, toàn đi xe xấu rồi, không thể đi xe đạp. Xe này dành cho anh em có điều kiện, có tiền và thật sự đam mê, mua về không được đi nhá, mua về để lưu giữ lại kỷ niệm sau này. Em nó sinh năm 2009, mới đi 3.000 cây. Anh em biết là chủ xe giữ nào ông anh, nếu mà ai vào cái video của xem Facebook đang phát trực tiếp ấy, mình có quay trực tiếp mua bán cái xe này của anh Linh. Cảm ơn 553 người đang xem nhá. Xe này mình bán 65 triệu nhá, ai nhanh tay thì gửi số tài khoản. Hàng này miền Bắc không có nhá, bản thân mình buôn ấy, các giới kinh doanh xe Future ở Hà Nội chuyển vào cho miền Nam nhá, chưa bao giờ mua được con nào 3.000 cây, vạn mấy mới 8-9.000, vạn mấy 2 vạn rất nhiều, nhưng 3.000 không có, quá hiếm. Anh cứ đi mày đi. 17N5 1165, bản 2019, vành nan phanh đĩa, xe hết nước chấm luôn, không có lỗi gì. Nói thật ra nó không vấn đề gì cả. Xe kia em nó muốn 13,5 rồi nào. Ok. Anh bán con này à? Ok, anh chờ em tí. Cảm ơn 590 người đang xem nhá. Con này nó có một vài cái nốt đây, cái chỗ này là nó bị rôm này, cái này nó hơi sần tí này, gòn tí này. Đâu cũng quay gần đây, nó gòn tí này, do anh ấy phủ cái bạt này nên chỗ này nó hơi gòn, hay là tay anh nắm, có thể phủ bạt hoặc tay cầm nắm giật lên này. Hơi một tí chỗ này, cổ bô để ít đi quá bị rôm, cổ bô để ít đi quá bị rôm này. Đây mình tả rất là kỹ, bị rôm nhá. Vành bánh tâm nan thì còn mới, không vấn đề gì, vành bánh tâm nan vẫn đúng. Đây cái này thì để lâu này, nó hơi bị gòn gòn một tí ở chỗ này,
gọi là cái nó không phải là rôm mà nó gọi là không phải là bao tróc mà cái loại mà nó hơi độ hơi sần một tí lên. Đây, thêm một cái điểm yếu nữa là xe này anh ấy nổ máy khởi động thường xuyên thì cứ xỏ ra xỏ vào nhiều ấy, thì cái chìa khóa này nhìn thì nó như xe đi nhiều km nhưng thật sự không phải. Mình đến mình bảo là con này chắc đi nhiều nhưng mà do anh ấy xỏ ra xỏ vào nhiều này là nó bị gòn, là vì anh nổ, bởi vì cứ định kỳ một tuần anh phải nổ máy thì nó mới trơn, quá thối xăng. Đây nhá, thì toàn bộ các cái chỗ này là chưa có tín hiệu của tháo lắp để quay công tơ nhá. Đây anh em, như anh em chơi thì biết, nhưng bản thân anh em không biết là quả cái này là do rút ra rút vào nhiều, nhưng không phải đâu anh ấy. Cái này khởi động một tuần anh ấy khởi động, tháo nó chung ngay khởi động một lần thì cứ rút ra rút vào nó sẽ mòn đấy, nhưng bản thân đi thì không đi đấy. Lốp còn dày đây, lốp đôi lốp còn dày bịt này. Cảm ơn 574 người đang xem nhá. Lâu lâu rồi để cho anh em chiêm ngưỡng siêu phẩm này. Ngoài Bắc này không còn đâu nhá. Có ai còn vẫn mua, mình bán con này 65 triệu. Có ai còn con này mình vẫn mua 60 triệu. Không có sao cả. Chuyện nó đơn giản, nó là đam mê nhá. Không có đâu, hiếm lắm. Cảm ơn anh Linh đã để em chiếc này nhá. Anh nghĩ là cũng có một anh em, một số anh em có một đại gia ở Thanh Hóa hiện tại đấy là cũng kết nối với bộ phận marketing mình rồi, cũng đang rất thích con này. Nhưng không biết là hữu duyên mới được hay không phải ai được đâu. Thế có ai cảm thấy nhiệt tình thì phải cọc, và cọc nhiều nhá. Mà cọc là phải lấy cọc, là mất cọc luôn chứ không phải cọc để xin lại cọc đâu. Đấy chơi, bởi vì dòng này mình mỗi lần mình lên live này là rất là vất vả. Cảm ơn 572 người đang xem nhá. Mình chào nhau đây một tiếng này. Nick Phạm, nghe anh nói muốn bê cả gàng anh về mà dùng dần, đi dần. Em chào anh. Vâng, anh bán chiếc xe BS này. Vâng, anh trong biết em rồi đúng không? Rồi, nhà mình bán xe của cậu cho cậu mấy lần. À vâng vâng. Ờ đó. Bán con này đúng không? Rồi em bán con này đúng không? Ừ. Ra anh trả. Rồi giúp em mang bán lại xe của anh ạ. Còn này em hơi bị tâm huyết giữ tôi con mua nhà anh. Con này nè, con này cho nhà anh em mua 19 triệu ấy. Ừ, đẹp nhỉ. Rồi okay. Em đi tính ra 2 năm em đi có 5-6 nghìn cây. Em mua 2 năm nay đúng không? Ừ. Đẹp nhỉ, mới nhỉ. Ừ. Bây giờ là thế là mua rồi. Thôi anh mua cho 14 triệu nhé. 14 triệu. Ok em chào mọi người đấy, anh đang like nhé. Ok. Em chào mọi người đi. Em tên gì nhỉ? Em tên Tuấn ạ. Ờ Tuấn. Tuấn mua nhà anh Kiên 2 năm con này đúng không? 2 năm con này 19 triệu. Mua 19 triệu. 2 năm. Thôi rồi ok, trong đường like này anh mua cho em. Con này đẹp luôn. Ừ, con này có chất lượng tốt không, để anh bảo có gì anh bán luôn. Ông quay cho con xe này. Của Tuấn. Tuấn ở đâu ấy? Em ở dưới Yên Sở Hoàng Mai. À ừ, ông quay vòng cho con. Xe đẹp nhỉ? 2020 đúng không? Em đăng ký đi 2019 ừ. Em mua anh 2020. À mua 2020 đẹp nhỉ. Ok, trên đường like anh mua cho em 14 triệu, được chưa? Vâng. Anh em là rất là vô tư tình cảm. Em đi 2 năm em lùi đi 5 triệu nó là câu chuyện. Úi giời, cứ sò vào. Nó đang bốc. Ok, cảm ơn Tuấn nhá. Cảm ơn em đã để cho anh chiếc xe. Em giữ nhỉ? Dư mà em đi từ nhà ra chỗ làm có 2 cây, gần 3 cây cả đi về cũng chả đi mấy. Yên Sở mai anh em xăm đẹp thế, nhìn trông. Có ai thích chiếc này của Tuấn không? Chắc là đi, chắc là xe này nếu tầm này thì đi hơn vạn thì bao giờ hỏng đấy nhỉ? 5-7 năm nữa chắc chả hỏng. Đấy mới có vạn 7, trước mua anh nó đi là công tơ mét mới có vạn 2, vạn 3. À vạn 2 à? Ừ. Mình mua của Tuấn là 14 triệu nhá. Không, 1 triệu rưỡi. Được không? Vâng. Em thấy phù hợp không? Vâng. Thôi nó nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thôi. Vâng. Ok, cảm ơn em nhá. Em vào viết giấy đi, cái giấy các thứ đi. Em viết rồi. Ừ, anh xin cái mic. Ok. Vâng. Ừ. Lúc nào có dịp thì em qua ủng hộ anh nhá. Vâng. Ừ. Nào đây, đại ca BS đâu cho nào. Đây, chào anh em trên này tí nào. Anh Thắng Phạm, Phan Thắng Phạm, chúc ông anh một ngày mới vui vẻ. Ok, cảm ơn anh Phan Thắng Phạm nhá. Hoàng Quân Thái Bình đã về, ok. Thái Bình dữ lắm. Đã bảo anh đi mua 2 chiếc, 1 chiếc đi phá nát luôn, còn 1 chiếc này để chơi. Đấy, những người gọi là giữ bảo vật nó thật ra bỏ ra mấy chục triệu. Chỉ những người có tiền nó sướng. Đấy, toàn giữ những cái bảo vật gọi là vô giá. Mình nghĩ là riêng cái xe này ai mà mua nhá, còn Future nhá. Nó là tuyệt vời luôn. Nó là vàng ta đấy, không phải là vàng Tây đâu. Thật ra anh em, những anh em toàn những người có điều kiện, anh em mua về cái đấy là giữ tiền mà, vừa để chơi để ngắm, như kiểu đồ cổ ấy mà. Anh ơi, em xem con xe này đại ca ra bao nhiêu? Ra lần trước con lần nó giả đến 38 triệu. À, con này 38 à? Tên của bác luôn à? Rồi. Tên của đại ca luôn. Tên luôn.
Vâng. Anh nặng quá em không dùng. Vâng. Vàng quân ok. 1 triệu. Phạm, chào giám đốc Thút Thít nhé. Vâng, tiên triệu Phạm. Ok, cảm ơn 641 người đang xem nhá. Sao lại đại ca đọc con này ngang SH ấy. Nó là BS đấy đại ca. Không không không. Xe này giữ nhỉ. Bắt ra đây nhỉ. Đức ơi em dắt đùi con xe này ra để anh cho ra đây anh thẩm này. Chỗ này nó cận quá. Anh ơi đi ra đây. Ra đây em ra đây chào anh em đây tí nào. Con này chạy 4.1 BS. Đấy. Đại ca này một thời trước ăn con này thì cũng là một trong nhà có điều kiện đấy. Em nó con này nó 2008 2009 ấy, nó ngang tuổi đời của con Fuel Chanel ấy. Nhưng mà con này nó vẫn chạy hơn 4 vạn nhưng con này đẹp ấy. Xe đại ca chất đấy nhỉ. Vâng. Alo. Vâng. Đang bận nó phỏng vấn đi. Đang bận. Vâng, không rửa giấy đẹp nhỉ. Đại ca giữ đấy. Thằng băng giữ đấy. Vâng. Vâng. Anh chào mọi người đi, em đang đây. Vâng, em đang chào. Anh cứ nói để anh em có cân nếu có ai. Có ai thích chiếc BS này của anh tên gì nhỉ? Oánh. Anh Oánh à? Ở đâu anh đâu ấy? Ở Bạch Mai. Anh Bạch Mai à? Hai Bà Trưng. Rồi. Chắc lại 295 Bạch Mai đây đúng không? Ngõ rộng 22. Đẹp nhỉ, con này. Bạch Mai phố Huế mà đúng không? Đại ca đây gần phố Huế. Phố Huế ngày đấy là chắc anh mua ở chỗ phố Huế. Chỗ phố Huế chỗ cửa hàng cửa hàng gì nhỉ? Có mấy ông anh ông lấy ông mua ông bán ở đấy mà. Con này là Dương Ngang ấy. SH150i ấy nhỉ. Con này bác giữ ấy. Bây giờ là anh Oánh ra bao nhiêu? Anh đúng không? Oánh. Đúng rồi. Anh Oánh ra bao nhiêu con này? 38 triệu. 38 à? 38 không bán được đâu. Bao nhiêu thì được? 38 cũng được. Xe của anh thì giữ đấy. Con này của nó ác ấy. Nhờ. Vớm ấy, em ngó nghiêng nè. Ôi mẹ tiếc quá, con này máy làm lại rồi ấy. Con này đâu có chạm rồi. Ấy, tiếc quá nhỉ. Em nghiêng lại ấy. Bị chắc bị trước đường nước luôn. Không hiểu. Tiếc quá xe này, ông nào thợ. Để nguyên, dựng trong giữa. Dựng nghiêng ra cho anh. Đây. Cứ để nguyên anh điều khiển, em đừng có làm việc ấy. chạm vào đường nước rồi tiếc quá nhỉ. Xe này bị oan. Xe này bị oan ông thợ nào ông tham. Anh em thợ sửa xe cẩn thận giữ gìn các tác phẩm ấy nhá. Anh em cứ tháo bung ấy ra. Thế này của em lại mất giá rồi. Mất giá mất rồi. Như kiểu con gái nó còn trinh ấy. Bây giờ con gái là yêu người khác mất rồi thì khó lắm. Bây giờ kén chọn nó khó. Câu chuyện đúng là thực tế đấy. Gái chưa yêu bao giờ nó cũng vô giá đấy. Thế con này bị chạm tiếc quá nhỉ. Con xe của anh sơn nguyên lại máy ra. Thế mới tiếc, con này sơn nguyên máy nguyên thì mới giá trị đấy. Em xem rất là đơn giản, câu chuyện nó đơn giản nhưng con bác vỏ dữ quá nhưng mà vẫn được giá. Chứ tất nhiên là nó bị oan đấy, con này nó bị oan do là một là bác cũng không quan tâm với nó khi bác vào sửa chữa. Thứ hai nữa là anh em nó không để ý nó. Ông ấy có tiền là bố cũng phang ra phang. Con này khả năng bị đường nước chứ bị sao? Nó khói hay đường nước hay nó bị sao? Hay là ga lên nó khói nước, đen nước. Bùng nước à? Tiếc quá nhỉ. Đường nước có bắt buộc phải ra rồi. Chứ còn nhiều anh em nó khói đen nữa mẹ. Nó khói đen là bố không bổ máy nữa. Con này bị nước. Dòng này xe sốt Anh nhá. Xe này nó xe Ý. Nó xe chạy sốt Anh nhưng bao giờ đường nước nó hay xảy ra đấy. Tiếc quá. Không bán được rồi. Ok, cảm ơn 718 người đang xem nhá. Tiếc quá. Thôi anh bị mất giá rồi, gái này gái đã một đời rồi thì phải chấp nhận thôi. Đổ giá cao lại. Thôi đại ca xác định 2 mấy đi. Cho chúng ta vào việc. Con này em cứ giải quyết giả bác 22 triệu. Con này của bác mà còn zin nhá. Còn zin còn trinh nguyên nhá. 30 ngoài 30 em mua. Nhưng vì là xe của bác nó bị ấy rồi. Rổ giá cặp lại rồi. Tất nhiên là vỏ con đẹp, vỏ sơn zin đấy nói thôi. Cũng không chê nhưng mà con này của nó là cũng là hàng hiếm đấy. Tiếc quá nhỉ, bị oan. Do có thể nước bác cũng không thay chịu khó để ý và cũng không thay. Nó bục mẹ được nước. Hàng bác đi đường dài nó nóng. Mùa hè đi nóng nó bục luôn.
bục đường nước bắt buộc phải ra hơi luôn. Cảm ơn 748 người đang xem. Anh em có ai thích con xe BS này của anh Hoánh không? Đấy anh em gần phố Huế nhá, một trung tâm gọi là xe nhập khẩu một thời để nhớ đấy. Năm 07 là 8 là 9. Từ 2000 cho tới năm 09 12 là phố Huế vẫn là số 1. Tất cả anh em đều về phố Huế. Hai mấy triệu để bác ra nào? Anh. 30. 30 không. Không. Không thể mua được con này. Thôi em bảo nhá, em gửi bác cho tình cảm gửi bác 25 triệu. Được chưa? Em mua cho bác rồi nhanh. Bác ngoài nhá. Đấy có cần điện thoại cho bác gái thì cứ điện thoại cho không, nó thoải mái. Tuấn Tùng BS một thời khét lẹt, đúng rồi. Xe này năm 2009 nhá, mình về quê nhá. Có bác còn bảo là tôi có thằng cháu. Nó đỗ cái giấy tờ chính chủ luôn. Giấy tờ xe của chính chủ đến ngoài anh Hoánh. Có mình tôi có thằng cháu nó đỗ trước trực thăng ở ngoài bờ giếng kìa. Xe này giống trực thăng. Nó đứng ở cửa con thấy. Năm 2009 một thời khét lẹt luôn. Hay là ngày xưa mình mê lắm. Hồng gọi nó lên rồi. Xe này mua thời để nhớ. Xe nào để đang cửa không? Ngày đấy oai lắm. Đúng rồi Tuấn Tùng. Nhưng con này của nó này. Ông quay vào gần được con. Này, đừng đùa nhá. Bỏ yên zin này, chưa rách một tí nào này, sơn zin luôn nhá. Tay sách này. Khủng khiếp luôn. Xe này của nó không đùa đâu. Này, lốc máy của nó zin đấy. Sơn zin này, đồ nhựa này đỏ chót này. Sơn, bác không dán đi lông mà nhìn nó vẫn đẹp này. Xe chạy 4.1 đúng luôn đấy. Đôi tay nắm còn zin này. Máy vẫn hừng hực. Thế sao không đơn giản đâu. 150. Em gọi lại cho nó xem nào. Nhớ chạy vẫn phê lắm. Đây, yên này. Ngon lắm, có ai thích một thời để nhớ ăn con này. Xe này ở trong Đài Lần với BS thì ở trong miền Nam hết chuộng hơn. Ở ngoài Bắc mấy anh em mình cứ toàn con mới. À, Triệu với Phạm Văn xem bên cạnh đi anh. Ok, cảm ơn Triệu Phạm Văn, lát nữa. Chắc là anh đang nghe điện thoại nhỉ? Anh like con này hình như là 13 triệu ông nhà chuyên này. Ừ, duyên à. Anh em qua xem like đúng không? Cứ trên like anh chốt, thế thôi. Nhiều lắm, ngày qua mua nhiều. Anh đang nghe điện thoại. À, bán click gì? Rồi, thì Huy chốt đi. Chốt đi tí anh bán luôn trên like luôn. Anh đang mua con xe này. Đại ca vẫn ngang nghe điện thoại. Cái hôm nọ thôi à, không thích nữa à? Anh Tuấn Tùng ngày xưa đi học cấp 3, phóng lên trường gái cứ phải gọi là xếp hàng. Đúng rồi, 30H4 này, xe chính chủ tên anh Hoánh ấy. Này, lốc máy của nó cũng tròn trắng phau này, con này bị oan đấy nhá. Con xe này mà biết giữ nhá, gặp con này mà gặp em giữ nhá. Còn lâu nó mới hỏng. Alo, đến chưa? Cảm ơn 826 người đang xem. À, rồi, ok. Được rồi, được rồi. Đã ưng thế nào chưa? Dạ vâng, còn đi em sẽ quay lại. Ừ, ok. Được nhá. Em ơi, thôi làm nhanh đi. Vâng, làm nhanh đi. Anh em tóc phong nhanh. 30. Bác đang trên live không? 30 thì em chịu rồi. Em chịu chết, không mua được. 30 không được. Xe của anh đây, con này cũng bị nốt một nốt chỗ này. Nốt? Bị nốt chỗ này có thể bác tức bác gái và bác mẹ điên một phát. Điên. Lại mấy ông đánh nhau toàn mẹ cục đấm vào đây thế vỡ. Hay vỡ nhưng chắc không phải đâu, chắc có gì nó tì mà. Hay là gõ. Em mua xe mà SH này toàn ông mẹ nóng tính nhưng còn công quá là thôi mẹ vỡ hết cả lại phải đi thay. Nhà ông bao nhiêu lần rồi? Vâng. Thôi anh chốt nhanh đi để em đường lai để em lại tiếp tục. Mất 1 triệu. Không được anh ạ. Phạm Quang Quyết có ai mua chỗ này? Anh đang bán anh Hoánh, anh đang bán 29 triệu này. Phạm Quang Quyết BS này mà lên SH nếp căng anh ạ. Ô con này mà lên SH thì làm cái gì? Xe này nó phải nguyên bản nó. BS thì xe thôi, thì mua cái xe tầm mấy triệu thôi, 90 triệu thôi. Anh ơi, anh Hoài nhớ. Triển khai đi. Không được. Không được. Thế chết nhỉ. Em giải 25, bây giờ bác báo 229 đúng không? Em lên bác 26, được chưa? Bác là người lớn, bác cứ nhẹ nhàng lên em. Đấy, bác khôn lắm, bác toàn lên cái lúc live này. Không, bác còn lên lúc live em. Không phải. Vâng. Trước là cách đây 25 em. Dĩ nhà em giải anh. Ba mấy? Ba mấy đúng rồi. Đúng rồi. Thôi giờ sao, bây giờ anh như nào? Đấy. Không giá đấy, không chịu rồi. 26 triệu. Bán cho em đi. Xe chính chủ thì anh em thích cái chính chủ của bác thì em mua nhiệt huyết. Bác phải nhiệt tình lên, chứ còn bác là mất một câu nữa là mất 1 triệu nữa. Được nào, là bao nhiêu? Là 28. Không được.
Ôi cơ đôi nha, mua cho bác 27 triệu. Cái gì? Cơ đôi anh. Một câu ra anh ấy mua. Thôi anh em phải cơ anh nhanh lắm, anh tả nhanh. 22228 em không mua được. Ơi. Hiện nay là tả xe là chế cơ đúng không? Ờ chế cơ. Phụ tu lê chế cơ một thời để nhớ dành cho anh em các giới siêu giàu. Ai là người cọc con đấy đấy? Bây giờ đang Bình Phước City nhá, có phải hội Hoa Lan Bình Phước chỗ con một con xe kính ở đâu, nước ở đâu? Nước ở trong hay nước ở ngoài? Có phải anh em ai hội Hoa Lan Bình Phước đang con xe Tư Chanel 209 không? Đội Hoa Lan nó mua bông Hoa Lan nó mua 3 tỷ. Xe 65 triệu để làm cái gì? Xe này nó thực chất. Ờ thôi em liệu bán đi. Cảm ơn một người đẹp đang ở Bình Phước cọc con xe Tư Chanel nhá, mình biết mà. Bởi vì rất nhiều anh em chơi ngoài Bắc mình rất tiếc cả. Xin lỗi anh Diện nhá, anh Diện cứ giả em có 60 mới là dưới 60 em không bán được. Thế em bảo nếu anh không chấp, anh không đồng ý em bán được ngay. Mấy anh em thợ vừa giả 60 triệu không bán, không bao giờ nói chuyện. Bán còn lấy 65 triệu nhá, cảm ơn một anh đẹp trai Bình Phước nhá. Đấy Bình Phước chỗ còn đấy rồi. Chia sẻ bài cho em nhá, cho Bình Phước nó tít đi. Ông anh vẫn cứ dò đây khổ. Có khả năng đây con tim này nhá, đấy có một con tim này. Con tim này của một em tước, mình cũng làm video với TikTok rất nhiều con này. Hôm qua có đứa em nó đến nó xem, nhưng mà lại thích một con khác, thế là cọc lại bỏ cọc con này thì lại mua một con khác. Đấy cũng bây giờ lại mình lại đăng lại nhá, con xe này là của em tước, rất là ngon rồi, xe này quá đẹp rồi. Mình vẫn bán lại nhá. The Dream này 2011 nó là chống hết luôn. Ông quay vào con. Xe này nó quá cồn gào, xe này quá nhiều bình luận con này. Nói thật ra xe này nó đẳng cấp luôn. Mình bán ra con này là 31 triệu. Nó đẳng cấp. Đắt hơn VS nhà anh luôn, đắt hơn VS của anh luôn anh Hoài nhá. Thôi ok, đây anh Hoài ơi, anh còn 1 triệu nữa. Ông quay đây con. Được chưa, được chưa? 27 triệu em giả anh con này. À, thôi. Mình đang anh em đang tít tít thôi. Nếu được không thế thì là 26 mới 28 cứ lôi, em rất sống rất là phóng khoáng. Anh bảo 30 mình xuống đến 28. Bớt 1 triệu nữa. Thôi. Bởi vì hai bác là bác thôi. Bác mình vui vẻ. Con này máy ra nhá, nhưng mà ngoài máy cũng khắc thật sự nào. Con này bị được để lại để làm giấy tờ. Thôi thôi. 27 triệu. 28. Không được. Mỗi 1 triệu. Thôi em bảo đây em anh em mình lại kêu lôi em cố em mua để uy tín trên này nhá. Xe này mình nhớ mua 25 triệu. Nó là thật sự luôn, mua cho anh 27 rưỡi con này, 228 lùi 500 anh em mình hai bên. Ok anh Hoánh, chốt con này. Chốt này. Đấy, dân phố Huế. Đinh Ngọc Ánh. Ở 22 xóm chùa Đồng Nhân Hai Bà Trưng, đúng chính chủ thế này không? Đúng chứng minh thư đâu? Đại gia biển bạn BF biển 30F7326. Đây anh Đinh Ngọc Ánh rồi, ok, bác sinh năm 1962. Đúng biển sinh 62 luôn. Rồi, bác là VIP ra đấy. Được chưa? Bác rất là sếp với mới có biển năm cùng năm sinh này. Nào. Vâng ok, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhá, đã để cho em cái xe. À, mẹ ơi mẹ vào bảo anh nhá, viết giấy cho em. Phải cho người trở về chứ về. Ok, có Grab nó hết, nó chở anh về tận nhà, nhưng mà anh bỏ ra có 30.000 thôi. Chuyện đơn giản đấy ạ. Có ai thích chiếc BF này không, để chốt luôn đây. Một thời để nhớ. Rồi đấy, ông anh bùi ngùi lắm. Năm nay nó là con gì bên cạnh vẫn nổ. Ông anh vẫn cứ gọi điện nhà bác là chủ tịch doanh nghiệp bây giờ, nhân viên gọi suốt ấy. Bác là giám đốc đấy, đang gọi điện cho bác gái. Đây chiếc xe gì mày nhá. Ê mẹ ơi, mẹ vào bảo anh ấy viết giấy cho con. Mẹ vào bảo anh ấy viết giấy cho con. Anh em thông cảm nào. Anh em thông cảm là đang nhà đang xem, vẫn còn đang tiếc. Vợ đang tiếc, nhưng thôi không sao, cứ để bình tĩnh. Mình đang ấy để mua con này ngon cực kỳ luôn. Đấy con này mình bán 31 triệu nhá. Xe này đăng video rất là nổi tiếng con này rồi. Anh em cứ vào video sẽ thấy con này. Hôm qua là có một bạn đang ở trong bộ đội nhá, chủ xe này vẫn nhắn lại là lại nhìn thấy em, nó lại nhớ chính chủ tên bạn ấy luôn, đã bình luận ở trên này. Mình vẫn lặng lẽ mình xem xong mình chỉ thích xong mình bảo thế à, thế là đi ra trực tiếp chủ xe vẫn nhớ được con này, bảo ngày trước đã bán, bây giờ nhìn thấy nó lại muốn mua lại, nhưng mà bạn đang ở trong quân đội đấy. Nhưng mà cái này là cái này nó là cái duyên.
xe này nó có mỗi cái điểm yếu là đuôi 49 nhưng mà được cái biển gánh 29i309449, con này biển gánh rất là đẹp, thế thôi, nó cũng biển đẹp đấy, biển gánh. Nhưng mà đồ trắng phao nhá, này đồ trắng phao nó này rôm rôm, mình chấm sơn rồi nhá, mình chấm mấy cái hạt nhũ vào đây rồi, rất là đẹp nhá. 31 triệu. Đấy, bên kia là xa xa kia là một chiếc, anh em đang mua một chiếc xe Avanade 125. Anh Bánh ơi, vào bên dưới đi em ơi, bác đại đại ca lãnh đạo này, này chủ tịch đoàn này gọi điện suốt em ơi, bao gửi tiền cho anh Ánh nhá, cho em 27 triệu 500. Viết giấy cho anh. Thế này em, anh tên là gì ở Bình Phước con này nhỉ? Dạ đang nhắn tin. Đang nhắn tin. FBO này đã vào Bình Phước, vào tuyệt chủng hết rồi, ngoài Bắc về hết xe rồi. Mấy đại gia đâu mà không vào tiền đi, để vào hết Bình Phước này chết rồi. Đấy, vào hết miền Nam rồi, đất miền Nam bây giờ nó đắt. Hoàng Hiếu à? Cảm ơn anh Hoàng Hiếu đã mua chốt con xe 65 triệu nhá, con xe Future. Đấy, có ai thích con này không? 31 triệu. Xe một thời để nhớ, con này đi 10 năm không hỏng đâu. Đấy, ông anh trong nhà vợ đang giục không bán, nhưng mà bây giờ lại mới đã viết giấy rồi, bây giờ mới chốt con này này. Có ai thích không? Mua 27 triệu 500 rồi. Vẫn đang điện à? Chưa viết giấy à? Thôi chưa biết chưa đấu. Con này đấu giá với em ở trên, người nhà trên đấy nó gọi, đã gọi điện lấy lại từ từ đã. Đúng rồi. Nhiều lúc vừa rồi có mấy con mình đấu giá đang viết giấy bán lại không bán, không mua nữa. Thế lại bị dừng, tiếc quá. Thôi rồi, bao giờ anh ấy ra đấu tiếp. Đây là một chiếc xe Alpha đời đầu, máy VAT, em nó sản xuất 2005. Xe quê em nó từ Thanh Hóa nhá. Em nó đến từ Thanh Hóa, đây, ông quay này, ôi cái lốp máy của nó sơn zin nhưng mà nó đẹp này. Xe nó là chấm hết luôn. Em nó đến từ Thanh Hóa nhá, sinh năm 2005. Đấy, máy nguyên nhá, ui cái đầu bò, ôi giời, ôi ai nhìn cái đầu bò, thích ơi là thích. Ôi giời, cái đầu bò này, trắng tinh. máy của nó đẳng cấp. Này, máy vẫn nổ đây, nổ từ nãy giờ đấy, này. Đấy, máy vẫn nổ không tiếng động luôn. Màu xanh tím, xe này hàng mộc nhá, xe này dành cho anh em về lao động, dọn dẹp. Yêu cái sự dân dã, mộc mạc, làng quê. Đây, có sơn sọt xà tí nhưng mà xe zin nhá, máy vẫn nổ từ nãy giờ. Đây, một bóng cháy và bóng không, đây, hai bóng sáng rồi. Con này pha thì cũng bình thường, không đẹp lắm, nhưng con này được cái cục máy nó thì chấm hết luôn. Sơn zin nhá, sơn zin, máy zin, tem zin, biển 36, vô zin này, ông quay vòng cho con. Vô zin. Đấy, máy vẫn nổ đấy. Bô gót chi vẫn còn zin nhá, NF100. Đấy, xe chạy 3.4 nhưng không tin, bây giờ không biết được. Gọn. Đấy. Đức ơi, em phải dắt những con xe nào anh Lai dắt đi. Con này này, con xe Sirius 2 nhá. Xe này có ai thích không? Máy trắng, máy bát, máy nguyên nhá. Xe đẹp luôn, máy zin cách nhau luôn. Con này tay sách thì cũng bình thường. Nói chung là vỏ thì cũng hơi ngáp ngáp tí, xe mộc. Mình mua rất hợp lý. Mình nhập con này có 9 triệu rưỡi thôi. Có ai thích không? Con này mình cộng 1 triệu rưỡi nhá. Xe này ốp này cũng hơi xấu. Cái chìa khóa này nó hơi kiểu nó mất cái nắp rồi. 11 triệu con này. Đấy, có ai thích thì triển khai con này. Con này đi 5-7 năm không lo. Con này chỉ đi làm ăn rồi đi ra đồng đi các thứ. Nói chung là dòng này để hồi tưởng lại thôi. Chứ thật sự so với chất lượng như con xe ấy thì nó mình không sánh được. Cái xe này anh em trong miền Nam rất là thích. Đặc biệt anh em miền Nam rất là thích cái dòng này. Xe rất đều. Cảm ơn 828 anh xem ấy. Anh ơi. Anh lấy xe này đúng không? Ok, anh thiệp vào anh xem ấy. Đức ơi. Đây, một chiếc UA100 2015. Đấy, anh thích xanh anh lấy. Con này biển em nó đến từ Thanh Hóa. Đấy, ông anh đang trên live. Anh đang trên live. Cái kia bác cũng là xem trên live. Vâng, anh con U kìa, con U ông anh lấy trên live. Ok.
anh chạy thử đi anh. Vâng. Anh chào mọi người, hôm nay em đang live. Anh chào mọi người nhé. Vâng. Anh tên gì nhỉ? Chào tất cả mọi người nhé. Vâng, anh tên gì? Vâng. Anh tên gì? Tên là Sơn. Sơn à? Vâng. Trước anh live anh Sơn lấy đặt cọc em con kia đúng không? Vâng vâng. Áng mộc mạc nhỉ? Đấy, em bán theo kiểu mộc mạc. Vâng. Đang bảo anh em về dọn lại cho dọn lại sơn lại cho anh. Vâng. Mông lại cho anh, ok. Vâng. Anh thích chỗ này em thích đổi hoặc anh thích mua cả hai em bán luôn cả hai cho anh. Đây em báo là 11 triệu á. Con kia là 11 triệu và 500 đang vâng. đang bảo anh là bớt cho em là 500 để cho anh em nó xong. Rồi, ok. Vâng. Nói chung là cũng cái vành nó vành sau hỏng, vành sau. Ông quay cái xe. Vâng. Ờ thôi rồi 300 500 bớt cho anh, không sao. Đây ạ. Về sơn lại. Cái vành sau này nó hỏng. Ok ok. Cái vành sau. Nhưng mà anh nhá, em này em bán hàng mộc. Vâng. Anh thích mông em mông cho bác. Đấy em vâng. có dịch vụ mông thế em bán đấy em vừa vâng. mua em sang tay luôn. Vâng. Ok thế em bớt em giảm anh 500 nhá. Tận Tuyên Quang xuống bác thì vâng, tận Tuyên Quang. Ô thằng kia thôi mang con xe đi đi mất rồi. Vâng. Thôi chắc xin like xong rồi sao? Like xong rồi. Anh chắc là anh lấy cái này thôi. Ok, em giảm anh 500 nhé. Vâng. Nếu anh có nhu cầu làm thì em sẽ có dịch vụ làm cho anh. Riêng vâng, cái bọn này bọn em sơn có mấy trăm mà. Vâng. 300 nghìn, 400 nghìn, 300 nghìn có mà mới đét luôn. Vâng. Vì nó là mới đét luôn mà sơn ở đây nhá. Sơn đấy sơn nó là sơn mịn, sơn đẹp. Vâng. Chứ sơn ở các vùng các khác không đẹp đâu. Đấy anh em Hà Nội nó là tinh túy mà chất lọc. Anh vâng. biết nó là toàn những cao thủ về hết Hà Nội. Vâng. Anh em kể cả bác sĩ nhá, bệnh toàn viện. Giáo sư, tiến sĩ đó. Toàn giáo sư ở Hà Nội hết. Đấy, các giới doanh nhân, doanh nghiệp là hầu như là kể cả giới nói về sơn nhé, thợ sơn ở đây thì anh khỏi phải chê. Sơn đây nó là đẳng cấp và đội này nó toán cạnh tranh nhá, đắt một tí nhưng mà thật sự nó xứng đáng. Ok, cảm ơn 821 người đang xem nhá. Chào hỏi anh em đây tí nào. Thắng Trường BS28 của vâng Trinh Trang. Ok vâng, cảm ơn anh nhá. Vâng. AB150 phiên bản giới hạn giá bao nhiêu? Bạn Chính Trường ơi, có một con Chính Trang bản giới hạn màu xi măng có con này mua 3-4-7 triệu. Bán rồi, đứng đắt đấy. Ông em này cứ nói hơi to đi. Em nói rất là chịu khó nhưng cái là Bạn đấy mình phải hơi quyết đi nhiều chịu khó lắm. Đức này lau xe rồi là anh em bộ phận kết hợp mình mười mấy năm nay rồi. Anh em ngoan lắm. Chưa có vợ nhá, sinh năm 1988 em chưa có vợ, chưa có gia đình vì yêu xe quá chưa có vợ luôn. Ôi lại chết rồi, lại bay hết mấy cái comment ấy rồi. Hoàng Vương xem cách anh giao dịch đẳng cấp thật. Ok bạn Hoàng Vương ơi, đúng là tác phong mình giao dịch đấy, nó thật ra trước đây kể trước đây mình cũng kinh doanh bất động sản nhá, mình vào nhà mình mua vài câu phát đã xong đấy, kể cả là buôn ô tô nhá. Mình đến mình mua ô tô hầu như mình đánh trận nào mình đi là chỉ có thắng, đến nhà thì có thắng. Tại vì là mình cái là bí quyết mình đừng phải giống họ một chút, mình đừng có phản diện họ, đấy là câu chuyện. Thật sự ra mình trong một cuộc mặc cả giá ấy, mình đừng có bắt họ phải theo cái ý nghĩ của mình mà mình phải giống họ. Đấy là cách của đàm phán. Đấy. Thế đôi khi là anh em nó đang xe rất là cũ rồi nhưng vẫn của tôi tốt thì tôi cũng đồng ý dòng tốt đi. Xong bắt đầu phải theo ý của mình. Đấy. Đấy là sai lầm. Là mình đến mình mua mình hay chê xong rồi. Chả là mình mua nhà mua đất và cái nhà nó xấu rồi, cái mảnh đất nó kém. Nhà xấu nhưng mình chê làm cái gì? Của người ta có thế, người ta bán thế. Mình có chê người ta không hạ đâu. Thà rằng mình thay vì chê bạn cứ khen, mình phải phân tích cho chính xác. Thế nên mình cũng là dân cũng kinh doanh, trước là mình kinh doanh nhà đất. Trước là báo, mặt báo là gặp anh Kiên suốt. Nhà đất rồi là kinh doanh ô tô nhé. Kinh doanh ô tô mà quận Cầu Giấy này mà anh em buôn ô tô mà nhìn mình bán hàng mà sướng. Thì mình làm việc làm thật thôi. Cảm ơn bạn Hoàng Vương nhá, cũng chia sẻ một tí bên lề nhưng lại tiếp tục vào liên quan đến xe. Tiến Dũng em thích xe gem. Tiến Dũng ơi đấy xe gem đấy nhá. Đức Hà cho hỏi quay xanh bên cạnh bao nhiêu? Bảo Na gọi điện cho Hùng xe tải đấy. Đây mấy lần đấy. À Hùng xe tải à? Hùng xe tải bảo kết nối luôn đây để mua con gem nhá. Bảo này, bảo bên văn phòng kết nối luôn đây, đang đi Hải Dương mua con gem Việt Nam. Bạn Hùng xe tải. Cảm ơn 788 người đang xem nhá. Con nói luôn với Hùng. Thắng Nguyên. Anh Hùng xe tải không xem trên live đâu. À. Con AB phiên bản giới hạn anh trả lời bạn anh Chính Trang rồi nhá. Em bán là 59 triệu nhá. Xe bản 2022. Nguyễn Tuấn Hà. Tắt đèn flash đi. Ok cảm ơn. Nhiều lúc có quen.
À, Ngô Thành Văn Tỉnh quay con xe quay cờ đỏ đi anh. Quay cờ đỏ này, con này bán rồi, con quay đợi quay cờ đỏ ở trong. Đây mình giới thiệu từng con một nhá, từ chiếc một. Chiếc này là bản 2015 này, nó là chấm hết, ông quay vòng cho con. Đấy, nó là chấm hết, đầu vòi trắng phong. Đây. Đầu vòi trắng phong, con cờ dựng ngược nhá, nó là 100 nhá, quay 100 dành cho anh em dân chơi. Xe dán kín ni lông xước, nhưng may, rất may là xước ngoài ni lông, chưa chạm vào thịt mấy, không, hầu như không chạm vào thịt. Xước toàn ngoài ni lông, chỗ này thì bị ngang một tí nhưng không sao, chỗ này thì đơn giản. Máy trắng phau nhá, sơn đẹp nhưng hơi xùi tí, nhưng mà bản thân sơn zin hết, sơn zin máy zin xe này đâu đấy, nó mà dừng phát là chết. Vâng, sợi ôi máy nó là con này đi 10 năm không hỏng, 10 năm sau vẫn một thời để nhớ vẫn còn. 15 ôi biển 29D174166. Ai trong nhà gọi điện cho Hùng xe tải? Đức ơi. À không, không cần đâu, gọi có người gọi rồi. Yên chí. Bảo cần thiết ra đây để ấy. Con này mình mua hợp lý nhá, mình mua 14 triệu. Mình cộng 1 triệu rưỡi nhá, xe này nó thật ra nó đẳng cấp luôn. Hơn xe mới luôn nhá. Em ơi, kiểm tra con này là bao tiền ấy? Chưa mua xong à? Vừa mua xong, con này mua bao tiền? 15 rưỡi thật sự là đáng đầu tiền bác gạo, quá rẻ này. Này, đồ ôi giời, cái máy này ông quay. Ôi máy ơi là máy ơi, ôi 100 nhá, sinh năm 2005. 25 xe này càng dùng càng đắt, càng dùng càng đắt. Đây, hơi mốc một tí nữa này nhá, xôn xôn này. Bao tiền đấy? Con này chính chủ nhá, con xe AB. Em nó sản xuất 2020, 2021 à? Ai dạ? Chìa khóa, có chìa khóa khách đang trong nhà đúng không? Đang viết giấy tờ trong nhà. Xe này nhập vào 33.500.000 rồi, ông quay một vòng cho con. À, anh Sơn chắc là anh lấy cái xanh. Và anh ở tỉnh anh lấy cái xanh nhiều. Anh Sơn anh lấy con xanh gì? Ok. Lấy con này bác. Anh lấy con xanh ok. Quả lấy con này là 11 triệu. 11 triệu. Thì anh đổi con kia thì anh em mình cho tình cảm. Em đấy em mua đấy, thực tế em mua là đã sát rồi. Em mua 9 triệu rưỡi rồi bán 11 triệu đấy, thực tế đấy. Đấy. Thôi cứ đây ra lộc anh 200 cho may mắn nhá. Ok, anh em mình vui vẻ đấy. Anh Sơn anh này để lại cho con xe U. Đấy anh mua con U là bao tiền? U này là 11 triệu 500. 11 triệu 500 thì nó vẫn bán 11 triệu 500 con này, con biển Hà Nội. Đất Hà Nội đắt hơn tí. Đấy. Đất Thanh Hóa thì nó rẻ hơn tí. Đấy, nó rẻ. Vâng vâng. Anh Sơn vào nhà đi. Con này bán rồi nhá, đấy vừa ai bán rồi anh lại để lại trước anh cọc con này. Đấy nhiều lúc anh em cọc rồi nhưng vẫn bỏ cọc đấy, nó nhiều lúc nó lại phải lai lại đấy, nó vất vả đấy, nó cứ đến đây là thích ông cần đấy. Con này mình mua 33.500 mình nhá, xe cũng không lỗi đâu. Đây đồ đoàn các cụ nó còn nguyên đây. Ôi tiền là cái gì này, ông này không có tiền nhá, chưa quá đâu. Cho em hỏi một chút là cái chứng minh thư của chủ xe con siêu của mình có không anh nhỉ? Xe mua chính chủ nhá, con đấy là mua chính chủ luôn, chính chủ viết giấy bán luôn. Xe đây anh nhìn là quá quý luôn. Con này mua 33.5 nhá. Con này cộng 2 triệu. Xe này giờ lên giá nhưng mình bán không được lên giá nhá. Xe chấm hết là xe dán ni lông nhá, không xước đâu. Rất là may không bị xước. Xe dán ni lông đẹp luôn. 35.500 con này nhá, biển số 17B655062. Từ từ em đang like một loạt này đã. Chắc chưa mua được. Ôi tí nữa. Tí nữa quay lại, bây giờ đang rất là nhiều. Con này là 11 triệu rưỡi này. Đấy mấy con này xong rồi, con này bán rồi. Con bé này xong chưa anh nói. Thôi từ từ tí nữa, em đang giải quyết. Xong rồi anh. Tao cầm tiền rồi mà người nó phải tươi lên, xong cầm tiền mà người nó lại ống vào gân đấy. Đấy. Đang chờ xe. Đang chờ xe. Anh chia sẻ cho okay. Em cái xe này đấy. Anh chia sẻ cho lại đại ca trên này con xe của anh được không? Quá tốt. Không tai nạn đấy nhỉ, đúng không? Không, giờ ta đi đến bây giờ thì biết mấy chục năm. Có bốc đầu bốc đồ nhau. Ngon nhỉ? Chẳng qua bây đấy. Giờ là nó quá nặng. Nên là nhà mình có bậc nó cao. Vâng. Muốn mua cái xe nó nhẹ nhẹ đi. Nhưng mà đi con này vẫn sướng. Sướng. Hay hơn SH. Thì nó êm. Thì thích hơn SH anh Hoành. Anh bảo. Êm hơn nhiều. Đấy. Tâm sự của những người chủ xe.
vì là cái gốc của nó lớn dần đi, nó êm BF đi đường trường thì kể cả đi trong phố. BF 150 219 à 209 quá quý luôn, một thời để nhớ chính chủ luôn, chính chủ luôn anh Oánh, chính chủ tên anh Oánh luôn đấy. Ngày xưa không thích mua SH, mua này. Vâng. Ngày đấy mà bác mà mua, nếu mà bây giờ bác mua SH thì bác lên được khoảng tầm... SH nó có thể chênh với cái này một chút. Không, con này nếu mà SH thì con này vẫn được của bạn. SH nó cũng là 5.200 mà cái này là mua 4.900. 5.200. Nhưng con SH bây giờ con này thì tầm được 60 triệu. Phải 60-65 triệu bởi vì bản 29. Ok. Ai thích con này của bác Oánh đi nhá. Ok, nên mua của bác Oánh là 27.500 đúng không? Có ai thích không? Đấy, bác Oánh tâm sự tình thương mến thương rồi. Đấy, chính chủ đây. Chắc mọi người xem từ đầu đúng không? Xe này thì nó là chống hết luôn. Trong này nó còn liên quan đến bảo hành, liên quan đến đường nước. Bởi vì bên mình vẫn bảo hành máy 1 năm nhá. Thế thôi, bán ra rồi nhưng mình vẫn bảo hành máy 1 năm. Thế con này mình cộng mua của bác ấy là 27.5 rồi. Cộng 4 triệu con này nhá. Cộng 4 triệu. Thôi cộng 3.5 triệu thôi. Ai thích thì chốt con này nhá. Là 31 triệu con này. Ai chốt thì gửi cọc luôn đấy, xe chính chủ tên bác Oánh rồi, không còn phải sang tên đâu. Nhiều cụ bảo phải sang tên mất 3-4 triệu làm cái gì? 3-4 triệu cho em đúng không? Nhiều người mà sang tên, tất nhiên là vẫn khuyến khích sang tên chứ không phải gì đâu. Thôi sang tên để đóng thuế cho nhà nước càng tốt đấy, để đóng ngân sách cho nhà nước. Ok con này nhá, con này là chốt 30.500. Đấy, có ai thích liên hệ mình đặt cọc luôn. Ok, cảm ơn anh đã để cho em chiếc xe nhá. Mong là hữu duyên có một anh em ai thích, em muốn bán công khai cho dễ thoải mái. Ok, trong xin limit để em tiếp tục tác nghiệp. Xong chưa mấy anh em kia, xong chưa? Con clip xong rồi đúng không? Ôi hai anh em đấu nhau. Em ơi, dắt con xe đi. Đút nút rồi. Con này đổi rồi đúng không? Thôi để lát nữa còn like con khác. Chứ bây giờ em dắt con click vào đây cho anh. Con xe này bán rồi đúng không? Con click ạ. 136 qua anh vừa like con đấy. Cảm ơn 794 người đang xem nhá. Xin chào nhá. Vâng, em chào anh Oánh nhá. Đại ca đấy. Đại ca cũng đọc báo nghe đài ác lắm. Vâng. Có duyên với nhà ông á. Vâng. Anh về nhá. Vâng. Anh bảo có duyên với nhà ông. Có xe ga Novo nào rẻ không xốp hoàng Tuyết Hoàng. Có Novo rẻ nhá, hôm qua bạn Tuyết Hoàng ơi, mình bán con đấy có hơn 4 triệu thôi. Novo LX nhá. Mới con này bao nhiêu không biết. Bạn cao trường. Phải. Mấy này của khách, những con này là bán rồi. Của nhà mình chưa bán, sao đã vứt xe đây? Ôi bảo nó vào chụp ảnh nhé. Đây có ai thích con xe Vision biển hay không, bản 2022 đâu nhỉ? Em phải bảo anh em đừng mấy xe nó để đây để dọn ngay. Em ơi, mấy xong mấy con này xong rồi em dắt đi cho anh. Mấy con đấy xong rồi. Con BS xong rồi, dắt đi. Đấy. Tiếp theo này chiếc Vision 2022. Mới như chưa bao giờ được nổ máy. Đấy. Ông quay vòng cho con. Đấy. Mới nhờ. Mới nó là mới đẳng cấp. Vision. Chào em. Em bán hay mua đây? Em bán cả mua. Cả bán cả mua đúng không? Chào nhá, biết anh rồi đúng không? Rồi. Cả bán cả mua, ok. Em đứng chờ chứ. Biển 36B8 7367 tháng 3 năm 2022. Chủ xe Trần Văn Lương, thôn 6 Thọ Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Xe này mới lắm, đi được có 1.000 cây thôi. Mình bán con này là 35 triệu nhá. Xe mới đắt. 35 triệu. Xe 1.000 cây đừng hỏi tại sao mới đét luôn. Nó quay vòng rồi đúng không? Thế là ông em bán con này đúng không? Bây giờ là định đổi xe gì?
ra mình lấy con Evalet. Ờ em chào mọi người đi. Thôi cần ngại ra. Ok em mình bán con này bao nhiêu? Em mình bán 12 triệu. Sao gì mà kinh nhá? Trước thấy anh bán trên mạng thế mà. À trước còn thấy anh Kiên bán trên mạng đúng không? Ờ rồi cái em thông minh đấy. Ông em hơi bị giỏi đấy. Cái gì cũng biết. Của Trang. Của em nó chạy 6.3, nó là G63. Con kia nó là 1.8. Em ạ, con này là G63, nó 6.3 rồi. Em thấy anh mua thế em bán thế. À rồi ok em. Ok con này 30Z9031 01. Na ơi, cần thiết hỏi anh Hùng, anh trực tiếp anh like, anh nói trò chuyện anh Hùng trên này luôn. Nha, đừng để ấy, con xe mua 20 triệu. Bán đây đấy. Xe ông em ở Gia Lâm à? Vâng, không, thằng em ở Gia Lâm. Ừ. Em không ở Gia Lâm. Ok anh. Ờ, anh không có bản nói thì nó đỡ cân. Anh thôi, không, anh cái em nói để cho nó cân. Vâng. Nó cân giọng. Ai giờ thì giờ mới gặp nhau này. Vâng ông à. Vâng. Em ơi em đỗ xe. Đỗ xe để cho anh đỗ. Vâng anh nói đi. Xem xe đúng không? Hỏi hôm cho em mua xem xe. Em ơi. Tiến tiếp. Ừ đỗ đây em mới tiến tiếp. Vâng anh nói đi. Em ơi anh xin phép anh đang mua cái xe trên này. Anh mua đi. Ừ. Anh xin cái mic. Vâng, vâng anh nói đi. Xin lỗi mọi người, mình đang mua một chiếc xe ở Tân Hải Dương cơ. À, Hải Phòng cơ. Hải Phòng. Bây giờ anh Hùng ơi, xe như nào? Bây giờ xe thì hình ảnh thôi. Hình ảnh đâu? Ờ, hình ảnh quay chụp anh gửi cho em ấy. Gửi cho em máy em bây giờ là hiện tại đang live cơ. Anh FaceTime vào số Zalo số này nhá. Số này đi. Vâng. Em tên gì? Hiếu. Ừ, Hiếu bây giờ thì em định đổi xe gì đây? Mình mua con Lít. À, con Everest. Em đổi Everest đi. Rồi sâu tí. Rồi sâu tí. Rồi sâu okay. Này, phi con xe này lên đây. Cứ cho lên một tí nữa, nó tắt đằng kia. Thôi rồi. Thế tại là có một đại gia đang đi ô tô đến đỗ để xem xe. Thế Hiếu anh thiệp xong chưa? Xong rồi em đang muốn đổi một chiếc xe này lấy một con xe Vision đúng không? Everest. Con này em đang kỳ vọng 12 triệu nhưng mà chưa mua được. Cứ bình tĩnh, cứ tầm khoảng chục là được. Yên chứ. Chục khoảng 10 lẻ mấy. Đấy cứ thế. Anh à, chào anh nhá. Vâng. Nhiều anh xem cái này em. Ừ, em xong bên nhà cho anh nhá. Anh xem Vision đúng không? Đi mình à? Từ từ đang Zalo số này, anh đang Zalo chờ một tí. Anh chờ một tí nhá, em đang Zalo. Xin lỗi mọi người, hiện tại đang mua một chiếc xe Jim ở Hải Phòng. Vâng anh. Cảm ơn 478 người đang xem nhá. Rồi. Em lại đây. Anh nói đi, đang xem. Đây ông gần đây. Ông quay vào luôn cái này. Đây. Vâng. Quay đây. Xe máy ngon không anh ơi? Vâng. 4.5 rồi. Lóa để cái gì lóa? Không lóa. Đây vào đây, là xong rồi. Đấy được rồi. Rồi. Đây cứ để ép vào đây. Có khung sườn sao có vấn đề gì không? 15C1. Thế là thống nhất là mua là 25 triệu nhá. Máy nguyên không? Rồi. Máy nguyên đúng không? Rồi ok. Anh trả tiền cho em 25 triệu nhá. Rồi ok. Mua chiếc này là bản 2013 nhá. À còn đến 2013, 2013 25 triệu. Ok anh chuyển khoản cho em đi nhá. Ok. Yeah. Em đưa cho chị Na cái này cho anh nhé. Xong rồi. Đưa chị Na. Cảm ơn. Đấy anh em vẫn phải chờ đợi xem một tí nhá. 796 người đang xem đấy. Mình đang mua một chiếc xe Jim Việt Nam biển Hải Phòng. 25 triệu.
Mình phải thuê mất gần 2 triệu tiền đấy. Anh sang nhà nhá. Đấy, có ai thích một chiếc biển 15C không? Hôm qua, đêm qua anh em bình thường vẫn gọi điện với nhau. Lúc đầu tiên cũng đòi ba mấy cơ. Nhưng mà thôi thì giờ đây anh ấy đang cần tiền. Bán 25, 2013. Xe đẹp. Có ai thích không? Mình phải thuê một chuyến xe tải đi từ Hà Nội đi Hải Phòng đấy. Gần 2 triệu. Xe đấy thì đã vào đến 27 triệu rồi, có ai mua thì mình bán tổng khoảng 30 triệu. Đấy, ông nào ai thích thì lại cho lên đường luôn. Con này Liberty ABS này. Đời 2017 này. Con hình ra qua là anh có like con này rồi. Bác mới lấy về này có like con này rồi. Liberty biển 20. Con này mình bán là 29 triệu nhá. 29 triệu con này. Em ơi, xong rồi con này dắt đi. Con này xong rồi dắt đi. Con này xong rồi. Con biển 17 này cũng ngon này. Ui, biển 17 nhá. Ui, 100. Xong chưa ông em? Xong chưa? 5 triệu rưỡi con đấy gì? Máy em không? Mua luôn không quay? 5 triệu rưỡi con SL mua đi. Đấy. Anh Tiến vào đây không? Anh em con lết thái mới quá nhở, có bán không em? Không. Đại ca. Rồi anh ạ. Rồi. Rồi anh ạ. Tính được, 5 triệu rưỡi mà con đấy thì mua thì nhắm mắt mua. Cảm ơn anh nhá. Anh lấy con Jeep đúng không? Vâng. Anh chào mọi người nhé. Ok. Đi 3 người hay mấy người đây? 2. Đi 2 à? Có con lết thái này anh em đang dặn quá mà không đang thèm. Đang háo nước quá, hay ai có lết thái điện thoại cho mình nhá. Nhưng mà lết thái phải lết đẹp. Rất là thích, bọn anh đang rất nhiều anh em đang cồn cào rồi này, đang dặn. Con này của em thì tạm thôi, chứ còn được thì được. Được nhưng mà tạm, để mà đẹp thì chưa. Chưa. Nhưng mà giữ nhỉ, cũng giữ đấy. Được. Ok. Em mà bán phát là xong ấy, cho em mua một con ấy, để lại một con. Tại cuối cùng mua chả được mua ra nữa, đi về. Đấy, ông đến mua xe lại đi bộ về, thật đấy. Để ý muốn mua cái nữa này lại đi về không đấy. Con này được cái máy thì được, nhưng con này nó có một điểm yếu là côn nó bị déo. Không biết sao, chủ mình mua qua đổi xe chính chủ luôn, con này bị déo, côn rất tiếc. Đây, con này bị déo nhưng con này sơn nguyên, máy nguyên. Ông quay vòng luôn, máy nổ êm luôn. UAS 100 ông vào đi. Máy nó thút thít luôn. UAS 100 phanh đĩa nhá, sơn nguyên máy nguyên. Con này có điểm yếu là phải, nó hơi bị hú côn nên phải thay cái bánh hú 150. Hay à? Cái này trước trước tính anh ấy chỉ bán xe phanh. Bán thì mua đấy. PS thì rồi còn. PS đó. Cũng xèo. Ông ơi. Đầu chợ. Đã rồi. Chả mò vào. Ok. Bao tiền để anh có? Để cho anh 31,5, nếu gì đâu. Hàng xuất sắc đấy. Em like mua gần 30 ấy. Trực tiếp này like này. Hàng đấy thì hàng dành cho những anh em đẳng. Nếu mà đẹp thì để cho anh 30. Để cho anh em hàng đẹp thì nó là đẳng cấp đấy thợ. Anh Tuấn anh chuyên VS đấy. Nhưng mà vẫn đã giả 30 rồi em, mấy em. Anh đi anh ra anh xem đi. Mấy em thợ đã giả 30 đấy. Đấy, nó thật cái câu chuyện đấy, nó là tự mình mua bán đây, mình tính mình là tà. Đấy, BS thì là thợ còn trong chợ của ta còn thích. Nhưng mà mình chỉ thích bán anh em trên này thôi, không bán anh em thợ thì mình bán thì đầy, bán anh thợ nhá, đầy xe mình bán luôn. Đấy, anh em thông báo cho anh em trên này là có 30,5, nhưng mà đọc họ đọc khoảng 31,5. Đấy, chơi nó phải... Anh kia này, chốt cho con này, cái cho xong đi. Trời, một tí anh đang chốt này, đâu quay vòng con này nhá. Con này mình mua 8 triệu rồi nhá. Cộng 1,5 triệu, 9,5 triệu. Xe mộc chưa dọn nhá, nếu ông nào dọn thì yêu cầu dọn thì mất tầm khoảng 5-700 nữa. Là đẹp. Xe sơn nguyên máy nguyên. Tem mác còn zin đang dán ni lông. Xong chưa? Dạ vâng, xong rồi bác. Ok.
cảm ơn anh nhá. Cho em xin cái mũ em đi. Vâng vâng. Xong rồi về đúng không? Vâng vâng. Anh và cứ để mọc ấy. Vâng vâng. Không phải dọn vâng vâng. Rồi rồi. Vâng, anh okay, em có mang mũ không? Em không ạ. Mũ gì kia có con mũ kìa. Sơn Sơn đúng không? Sơn đúng không? Vâng. À Hiếu Hiếu. Em là Hiếu đúng không? Vâng. Hiếu Hiếu. Đây là anh, đây là anh Sơn. Đây đây là Hiếu. Đấy nhiều lúc này CPU xử lý này không đơn giản đâu. Mà não ấy, mẹ nó giống như là chạy suốt đấy. Chìa khóa của nó này. Đây sao sật sật này. Em mở đi, của em mở đi. Nhưng mà ông em anh cài. Ừ, nhầm chìa. Đây, chìa nó đây. Ừ, em cho xe ra đây để xem. Chìa của nó mà chìa này vẫn cất trong tủ ấy. Cảm ơn 712 người đang xem, em tiến vào trong này cho. Phi vào trong. Bạn cứ đứng lang thang ngoài này là lơ mơ xe cộ nguy hiểm. Rồi em để cho anh, đựng trong giữa lên. 715 người đang xem nhá. Vẫn cứ tiếp tục trả lời, có anh em trên này là tiếp tục trả lời đây. Hiếu ok, Hiếu bán con này bao nhiêu? Đấy em bán 12 triệu. Nhưng mà nghe có vẻ như kỳ vọng ban đầu thì anh nghĩ là cũng chưa chắc năng mù của em. Bởi vì là em nhìn anh bán đi thôi, nhưng mà xe nó lại tùy từng xe. Vâng. Mỗi cái nó có vẻ đẹp riêng. Vâng. Có những chiếc xe là anh phải mua, nhiều lúc mua nhức người luôn. Đấy. Cũng có những chiếc xe anh phải mua mới mà. Lún như một tí. Thế bác giả được bao nhiêu thì em cho nó đi luôn. À. Anh Hùng Hùng tìm chốt rồi, mua 25 triệu. Kiểm tra mới gửi bốc cái đăng ký xin là được. Chốt đây, chốt rồi. Em vừa thay dầu xong, đổ lên em thay dầu. Ở đâu êm thế? Ông vào đây, ông vào đây để cho em nó cua. Ông vừa ra để em nó cua. Lấy con gì? À đôi 86 à? Gọi được chủ đấy. Thôi dùng ra em đi vào việc nhanh. 39 à? Vâng. Anh nhận chờ một tí nhá, em đang mua cái xe này của bạn ấy. Gọi được chủ. Thủy Hiếu. Cứ phải chờ, cứ phải xếp hàng chờ đã. Thế nào Hiếu? Xe này như màu này màu xanh cánh chả này là màu rẻ. Màu đẹp nhất của nó anh mà bạn. Ôi giời ơi, đẹp với em rồi. Màu xanh cánh chả này nó là phượng hoàng nó từ ngày xưa. Đặc biệt đấy. Cái màu cánh chả này, con này là màu phượng hoàng. Đặc biệt đấy. Màu đặc biệt. Vâng. Đó phải là màu trắng đen, chưa, màu đỏ đen em ơi. Là... Em nó là tên nó là cánh chả. Vâng. Nó là lại đặc biệt. Đặc biệt đấy nhỉ. Không con xe của Hiếu được, không nói vui rồi cũng chưa chắc đấy. Lại rất ra. Nhiều lúc như thang. Vâng. Anh em cho thoải mái, em xác định dưới 10 không? Không, dưới 10 thì bây giờ anh mua đứt luôn cho em con này. Vâng. Ừ. Hay à? Rồi, rồi. Xác định dưới 10 không? Không, không được, dưới 10 thì không được. Anh tiến xe đấy chứ. À? Thôi để cho anh 10 triệu. Chứ còn em không so sánh được đâu. Anh em mình anh trên line này. Tôi đưa 500 nữa thì được. Tút cho nhanh, bán cho anh 10 triệu. Đấy, không thế thì thôi. Bán cho anh 10 triệu, đúng nhanh. Để anh 10 triệu rưỡi cho nó vui. Không 10 triệu không bán được. Ôi em ơi, đây là 12 triệu cơ. Bán cho xong coi như 12 là em bán rồi để cho là nhà. Em bán cái đây 2 năm về trước. À đâu, 5 năm về trước. Vâng, đấy, em thấy được 12 triệu. Để cho anh 10 triệu. Hiểu ạ? Thôi bán 10 triệu 500 cho xong. Con này áp phết thì máy đây áp này có đi về lắm. Đây này vỡ con này này Hiếu này. Dạ. Đây phải hàn này vỡ một tí chỗ này. Vâng, đâu đi. Con này máy nguyên máy đúc. Không đổi được gì. Ừ, xe này vuông xe. Nó là vuông xe. Lốp mới các kiểu mới hết. Dầu mới đổ luôn. Dầu mới ngay đúng không? Giảm tốc của dầu mới luôn một nào đấy. Con này chạy nhớ bốc đầu đấy nhở. Vâng, bốc mà. Con này dành mới nha, vùng cao nhá. Đấy Hiếu để cho anh giải quyết 10 đồng cho nó. Không, để anh 10 triệu 500 được thì xong luôn, không thì thôi. Không. Thế thì thôi vậy. Thôi 102. Không phải, ước là gì mấy trăm của em. 200 taxi về. Đang bao nhiêu đâu? Cứ phải 10 triệu 500 đúng không? Vâng, để em định để 12 cơ. Ừ. Thấy anh bán 12 để 12. Thế ông tôi bán 12 ông. À, anh nhập bằng 12. Ông bán tôi. Trước em thấy anh nhập một con này 12. Ông bán tôi 12, tôi bán 12 tôi ở giữa tôi ăn gì? Em nhầm, em thấy anh nhập bằng 12. Hôm trước xem một cái clip đấy. Có photo không? Dạ. Có. Không đúng dạ. Có photo của Sơn nào? Không, em có ảnh chứng minh thư đây. Ảnh chứng minh thư của Sơn đi. Vâng. Ờ rồi. Về phải hàn này, rất dở, vẫn là sứt sứt sẹo sẹo tí. Con này dán ni lông rất sứt sẹo. Sợ giá cao Hiếu ơi. Cao đây 32 30Z ông quay vòng cho con. Thôi lẻ 2 đi.
Vâng, mưa nhanh em nhìn được 3.000 người xem đi. Em biết rồi nhưng mà em định bán 12 ấy. Thôi bán 15 cho lớn. Bảo bảo xin số con giới đấy chị anh. Đấy số đấy ông ghi, ông ghi lưu số rồi. Con này đi bảo, khỏe bảo. Mà này khỏe lắm. Chị có con ạ, bạn Dương Ngọc Đô, Dương Đô, chị có con AB Thái 12 đi mua được 2 vạn giá bao nhiêu? Được thì em mua được. Anh Dương Ngọc Đô ơi, chị Dương Ngọc Đô ơi, gửi ảnh cho em nhá. Xe đấy cứ bán cho em tầm khoảng 4 mấy triệu để em mua. Việt Anh Trên rất, em muốn mua xe riêng Việt tầm 20 lùi Dìm Thái nhá bạn Việt Anh Chiến ơi. Vâng đấy em để cho anh 10.500.000 đấy. Trước em thấy mua được 12 triệu mới thích em mới ra đây chứ. Mua chứ. Xe nó là vạn 8 em ạ, của em nó là G63, nó là 6.3. Em ạ. Của em là G63 nó mới là nó được mất giá. Thì em bán thôi. Chứ còn nó có loại Vios với Atit thì nó có giá hơn. Quan trọng thì mấy trăm thôi nhưng mà nó rẻ này, quá rồi. Con này G63. Nhưng nó rẻ quá rồi. Thôi nói vui thôi. Ok anh mua cho em. Rất cảm ơn em đã để cho anh chiếc xe nhá. Mấy hôm đem ra mua một lít. Ok. Hôm nay chưa đủ tiền. Anh cho vào, anh em vào làm giấy cho con. Cho chị con này giữ được 100.000 lộc thôi nhá. Ok cho chị 500. Ok, có ai thích chiếc xe này của Hiếu không nhá? Mua 10.500 rồi. Xe dán kín ni lông, xe này nó là trong hết luôn. Anh em đi 5 năm không phải nghĩ. Bò rừng, bò núi, bò sông, bò suối thoải mái nhá. Xe này nó là đẳng cấp. Này, kim vàng, kim đỏ, đỏ đỏ chót này. Xe này không mua thì mua cái gì? Nhìn thế thôi, nhưng mà nói thật nó là đẳng cấp đấy. Xe này dành cho anh mấy anh em vùng cao nhá. Cộng 1.500.000 nhá. Đấy, máy nó thì nó thật ra mình bỏ ra thường thường bọn này nó chỉ 8-9 triệu thôi. Nhưng mà con này mình mua cao hơn vì vì là nó chất, không vì sao cả. Đừng hỏi vì sao. Vì là nó quá đẹp luôn. Không có lỗi gì. Đấy, là gọi được chủ đấy. Anh Thương ơi. Anh Thương ơi. Con này là nãy là báo giá là bao nhiêu? Lấy phiên bảo 27 triệu thì anh dẫn anh ra mà gọi điện cho chủ. Xe này anh Thực lấy mua chính chủ đúng không? Vâng vâng. Anh Thực cũng ở đây. Kiểm tra đi để em thấy. Ok, con Jim biển 15C111919. Đăng ký 2013. Ok, đăng ký xịn rồi. Vẫn phải duyệt đăng ký. Ở chuyển khoản 2 mua 25 triệu tại Hải Phòng. Con này biển 90 đời 2020. Đúng không? 27 triệu. Ok. Đấy. Anh vào làm giấy anh Thực, xe chính chủ luôn anh Thực. Vâng, ok, rồi anh cứ vào nhà. Để cho bác 27 triệu nhá. Ngoài... Đừng nói. Thôi này, lách luật, đừng nói mang tiếng. Lách luật. Đấy, nhiều lúc ở hô trên này, mấy anh em xem nên lại... Nhiều anh em kiểu cứ lách luật. Đấy, vui. 100 ngoài, cho nó tình cảm. Nhập 27 triệu ấy nhá. Con này nó đẳng cấp ấy, kinh khủng luôn. 2020 em nó sinh ra. Đến từ Hà Nam, 293-93-30259. Em nó sinh ra từ Hà Nam. Chắc lên Hà Nội làm ăn rồi là lấy chồng ở trên này. Bây giờ em nó cũng quên mất quê hương rồi. Trời ơi, nó là đẳng cấp luôn. Xe mình mua từ sáng. Vâng, anh à. Anh em ra nhà đi, anh ra nhà. Vâng, anh ấy. Đời nào? Đời 2010 mấy, nó bảo 21.500. Đời nào? Để anh đưa mang cho. Không phải mang. Không lấy được. Không mua. Mua 27 triệu nhá. Riêng một 271. 271. Đấy nhá. Riêng một, nhưng mà nói chung anh đi vào trong không biết. Bao giờ làm lít cho nó phong thủy. Con này 0.7 nhá. 271 rồi, 1.7 nữa là vào 28.800. 2020 đây, gáy 2020. Nó là chấm hết. Nó là chấm hết cuộc đời luôn. Đừng hỏi tại sao. Xe đấy, xe mộc mà nhìn nó gớm này. Xe này mua 10 năm không hỏng đâu. Đi 10 năm nữa. Mình trả lời Việt Tuấn Anh rồi. Bác bảo mình trả lời rồi, bác bảo ơi. Ok, cảm ơn 833 người đang xem. Đây một chiếc Uy 100. Em nó sinh năm 2012. Sơn Nguyên, máy Nguyên.
Đấy máy nổ rồi. Minh Toán chọn xe đẹp thôi. Củ ngon vật lạ về hết rồi. Xe nó là đẳng cấp. Này máy vẫn nổ đấy, thì thầm mùa xuân đấy. Này có nghĩa là gần như tắt tắt bóng nữa, máy cứ thì gọi là đúng là tên là thút thít kinh khủng rồi. Em ơi mấy con này xong rồi. Con này của cán bộ nguồn đúng không? Xe của sếp. À con này con 27 nhỉ? Lúc ấy mua của hai cô bé ấy đúng không? 2927 11250. Con này 2013 nhá, đăng ký 2013 mình bán ra là 13.500.000. Đây mình mua 12 triệu rồi. Sao rồi đại ca là sao? Mười ba triệu 500. Con này mua qua đúng không? Đúng anh. Cũng có cọc đây hay là mới xem live đã đến đấy? Em mới xem thôi. Mới xem à? Con này phải dọn, con này anh em mua hàng bán hàng mộc là cũng phải dọn. Lý do? Nhiều lúc cái cuộc đời nó đã nát rồi, đừng bác cứ giấu làm cái gì. Chuyên gia mày. Mình nó còn gì để mất nữa. Đời mất mát quá nhiều rồi. Đời nó mất mát quá nhiều, ông quay vòng đây mà. Đây một tiếp con Basie nhá, con xe lít này vừa mua đây nhá. Nhập con này lít 2.10, mua ông có 10 triệu thôi. Xe nó là chấm hết cuộc đời luôn. Trời ơi, máy ơi là máy, lít ơi là lít. À, chất lượng luôn nhá. Xe này đồ đoàn hình thức thì nó hơi xước sát tí. Đấy, nó là sọt sọt mặt trên được, những cái sọt đây này. Để sơn qua tí nhá. Mua được cái mua hợp lý có 10 triệu. Đấy, tem này bị gãy một tí này. Tay sách mòn. Vậy phải sơn nhá, con này đôi một tay một đôi tem. Làm cái này, nói chung là làm hết tổng này hết 1 triệu. Bỏ quá ra cho em cái. Vâng. Vâng. Đấy. Con này mua có 10 triệu nhá. Cộng 1 triệu 7. Anh Tiến đây cho em. Em ơi con này xong rồi. Đây anh Tiến luôn lên đây cho. Hả? À? Con nào? Đây bán rồi đây này. 14.700 đây con này bán được rồi. Bán được rồi. À, bán thì nó phải từ từ chứ. Để, về nhá. Xe ngon không? Ngon mà. Ngon. Bạn ấy bảo ngon. Đây, dắt cho con này lùi lại đây. Em ơi, em đỡ cho anh con này dắt ra ngoài. Để cho nó rộng. Cho dắt sang nhà đi. Đây ông một chiếc Spacey lâu lắm mới mua, tối qua mới mua được con này. Spacey ít tiền nhá. Bayzy này rất là vừa tiền, mình mua rất là rẻ thôi. Con này nhập vào có 14 triệu. Xe Bayzy 14 triệu Bayzy Nhật nhá. Em nó đầu máy nó 221, em nó sinh năm 2001. Có 14 triệu con Bayzy thôi này. Đầu máy 204. Biển số, ông quay vòng cho con. Xe này một thời để nhớ nhá. 14 triệu đồng. Pha đẹp. Đấy máy thu thít luôn. Máy nát không mua nhá. Con này máy thì kể ra nó hơi ẩm ẩm, dầu mỡ tí về rửa qua tí. Dầu dưới gầm nó hơi ẩm. Con này sơn thì về muốn dọn thì cũng phải đầu tư mất khoảng vài triệu. Đấy. Vâng. Vẫn chưa được ấy. Con đấy máy nó ập ập. Con nào? Vừa rồi anh xem. Không con ấy phải bảo dưỡng côn thôi. Rồi có gì xem nhá. Ok.
Đấy, con này là 14 triệu nhá. Basic anh mua về cho vợ, cho mẹ, cho gia đình đi. Biển số Hà Nội. Hàng này hàng mộc, mình bán mộc nhá, chưa bán gọn đâu. Mình mua 14 triệu cộng 3 triệu con này, Basic Nhật. Đầu máy 204. Nếu anh em thợ ai thích luộc thì cho luộc luôn con này. Đấy. Xe này xe mộc cho mình, qua mình đổi xe, bán qua thanh lý cho nhanh. Đây là 17 triệu. Xanh này này. Xanh này báo rồi. Ok, để bên này. Con Oi Blade này, con này. À, con Oi này này, con Oi này cũng thanh lý đấy. 29i5 431 4310. US. Con này mình bán ra là 8 triệu rưỡi nhá. Con này mua có 7 triệu thôi. Bán em 8 triệu rưỡi con này. Máy ngon phết nhỉ. Đấy, hàng mộc mộc nhá, bán thanh lý, bán kiểu hàng này nhá, chưa dọn nhá, anh em có nhu cầu dọn thì dọn. Thôi mình bán cho nhanh. Đấy, con click kiểu của đại của em đúng không? Em đi ra đây nào. Ra đây, ra đây. Chìa khóa đâu? Ra đây, bán con này là tính là 8 triệu đúng không? Ừ, tính 8 triệu. Đây, anh em cứ nấp đây. Đây, nhau chào nhau thế này. Anh em chào đây tí nào. Chào vợ. Ừ, chào. Tên gì nhỉ? Em tên Huỳnh ạ. Ừ, Huỳnh. Dưới Cầu Rẽ. Ừ, dưới Cầu Rẽ đúng không? Dạ vâng. Huỳnh Cầu Rẽ. Thế ông anh đi cùng đây đúng không? Không ạ. Anh em đây, nhìn thì biết rồi. Quen. Em để lại Huỳnh đúng không? Cờ bằng click em đổi con xe quay. Ừ. Tại sao lại bán click cho đổi quay? Em cũng không thích đi nữa, đổi quay. Chưa khóa cho click của Huỳnh đâu nhỉ? Thế máy ngon không em ơi? Ra đây. Máy móc thì em đi thì nó không vấn đề gì. Ừ. Chỉ em chỉ mua thay dầu, thay cả đổ nước làm mát thôi. Còn bình nước thì em mới thay xong, dạ. Được 2 hôm nay xong. Làm xong mút ngoạt vết nhỉ? Vâng. Con này đi... bản tem dây nhá. Ở máy chất đi mua, mẹ nát rồi mua. Chất lỏng. Chất anh vào khua vào. Chất khua vào mua luôn. Xe em đi là không đâu. Hải ơi, vào đây Hải ơi. Con đi dần đấy. Con này là xe giữ luôn em. Dạ vâng. Ừ. Em chỉ đi làm. Ừ. Máy ngon đây là cho em kiểm tra thẩm định. Ông quay vào ngon thế này. Chờ tí. 2 phút thôi là xong. Bản tem dây này. Trời ơi, con này lúc máy ác nhá. Trời ơi, mẹ con này nhìn trông hình thức xấu nhưng mà trông đã kết cấu căng vết đấy nhỉ. Trong máy móc thì kể cả anh ngon nhỉ? Ngon nhỉ? Thú thiết nhỉ? Ai thích con xe click của Huỳnh không? Click một thôi để nhớ. Tên mua lại đúng không? Em mua lại. Bà vợ ơi, đánh lên ngoài chơi đi em. Em mua lại đúng không? Ok, xe ngon rồi. Về con này phải tỉa một tí sơn. Các thứ, ok. Em đứng gọn ở đây. Tính đổi xe em nó 8 triệu nhá. Qua ai thích không? Con này cộng 2 triệu nhá. Em cái xe này 10 triệu con đấy. Đâu ông Hải con này đâu? Hải đâu rồi? Hải Phúc rồi. Ui con này. Rồi xong rồi anh em đó đấy. Rồi cảm ơn em nhá. Bắt tay của em đấy. Cảm ơn em nhá. Ngon đúng không? Hình thức nó bẩn bẩn thế thôi nhưng mà có mất một tí công nữa là đẹp. Bỏ ra 200-300 đẹp luôn. Đi 6-7 năm rồi đúng không? Máy móc vẫn ok, anh nhìn anh biết mà. Anh hỏi em mà hỏi thôi nhưng mà bọn anh thợ bọn anh nhìn qua là anh biết. Em ơi, con Vision chắc để 9 thôi. Thôi. Chào trước, thôi không mua. Nhà đang nhiều không mua. Thôi, đỡ chờ. Con này của nó OEM. À, con này trả lời rồi. Em ơi, con này anh làm rồi mà. Con này làm rồi, có con này thôi. Ra đây.
Má nấp đeo gì, mẹ người nó còn cái gì đâu mà nấp. Anh em chỉ sợ mất uy tín hay sao? Mình nó có cái gì đâu mà giữ làm cái gì, đời nó còn gì để mất đâu mà giữ. Rồi bây giờ bán bao nhiêu nhỉ? Kiên đấy là kiên à? 4 triệu 300. Nguyên con xe là mua lại nhá, không vỡ hết rồi. Xem đi. Bác vừa sóng quá là con ông thọ đến luôn mẹ chết. Bác hình hình nào bác ơi? Đâu nào? Chết. Chất cơ mà nói chuyện. Đây mọi người, đây có lại tiếp tục còn hai con xe này. Đây là một chiếc xe Uây đỏ cờ nhá, vẫn còn đây. Anh em cứ cọc lại đổi con khác à, tài thật đấy. Xe này nó có duyên với mình. Lại Uây đỏ cờ, rất nhiều anh em vẫn thích con Uây đỏ cờ nhá. Ông một vòng cho con đi. Này con Uây đỏ cờ này mình 19 triệu đúng không nhỉ? 20 triệu. Con này bán đi bán lại mấy lần? Con này là đi cọc, xong anh em lại đến lại đổi con khác lại cọc tiếp. Xe này dành cho người lười nhá. Mình mua hôm đấy là mình mua trên line là 17,5. Mình bán là 20 triệu con này nhá. Xe máy nguyên. Xe anh em vỏ ngoài làm lại như được cái máy nguyên. Ai thích thì chốt con này nhá. Nó là tên em, nó là Uây đỏ cờ. Biển số. Ông quay vòng cho con. Con xe biển 15 vào 27 chắc phải vào khoảng 30 là 5. 30 là 5 nhá. Con xe biển 15 vừa mua về nhá, con 2013. Đấy con xem 15 nói trên điện thoại đã có anh em trên này đã bên Nhung đã báo rồi. Con đấy bán 30,5 nhá, bởi vì là đi xa quá. Anh em đi từ Hà Nội Hải Phòng, anh em hò hẹn nhắn tin nhau suốt đêm qua. Sáng nay cho một mình tuyển quân cho một con xe tải một tấn 25 đi mỗi mình nó chở với con Jim Việt Nam về thôi. Bởi vì mình rất là trân trọng xe, không đi đường không may nó xước sát thì nguy hiểm. Đây con Jim này là dành những người lười hôm mua trực tiếp của Dương đây. Con này hôm nay like rồi, có người cọc rồi xong lại đổ con khác. Đấy lại like lại, nên anh em là sự vất vả đấy, không đơn giản. Đến lúc lại đổi cọc. Con đấy là nhớ không nhầm là mua của Dương là con này là 10 triệu 500. Đấy. Jim này là Jim dập nhá, Jim dập đẹp. Đấy con này là nó tên nó là tách hoa lên dim đỏ nhá, đã đăng ký để màu đỏ luôn, nó tách hoa. Ông quay vòng cho con. 100%. Xe này mình mua 10,5 triệu về nhá, cộng 2,5 triệu. Nếu dân chơi nào thích thì mua. Xe này dành cho những anh em lười. Xe lười nhá, xe nhà những anh em ăn chỉ được ăn không muốn làm, chỉ ăn không muốn làm. Bởi vì làm một con xe này vất vả lắm, làm hàng tháng không xong. Thế đây là chỉ biết xôi thôi. Giống mình chỉ biết anh em ông cứ dọn đi vất vả đi, sau là ông chán ông bán lại để cho tôi. Thế là tôi xôi. Đấy nhiều lúc là chăm quá hóa ra không giữ được đâu. Người yêu yêu quá, quý quá, mua cho đủ các loại hộp xoàn rồi là xe đẹp, cuối cùng lại đi lấy người khác. Đấy. Đấy. Mình là đóng vai là chăm xe. Đấy bây giờ mình là khổ lắm. Ai mà lên được con xe này nó vất vả. Này nó khổ vất. Nhưng mình đây mình hưởng, anh em ai bỏ ra hơn 10 triệu hưởng luôn. Cảm ơn 725 người đang xem nhá. Mời mọi người sang nhà 62 Châu Hà để mình lại tiếp tục đăng ký trong nhà em ơi. À xe anh vừa mua thanh lý. Con này bán đây có 10 bán nó có 17 triệu. Không mua. Ông ơi mời mọi người sang bên nhà. Đấy con Basie đang có anh em thợ dập rồi, anh em đã có hỏi an tí. Không. Đấy con LH này vẫn còn đây. Đấy mua 37 triệu cộng 4 triệu là 41 triệu này. SH màu cà phê 150i đời 2008. Vẫn còn đây em, nó vẫn nằm đây. Con Vision 790 vừa mua xong ấy, mua 27 triệu rồi, cộng 2, mua 271, cộng 2 triệu. Đấy, để xe căng phết nhỉ.
Đấy mọi người, mời mọi người vào trong này nhé, ông xem quay một số dòng iPad này. Ai lên rất nhiều. Ờ em xếp cho anh. Rất nhiều đấy, con này vừa rút ra đúng không? iPad 98 này, con này đẹp này. Con này đúng đời luôn, con này hôm mới kết quá, mình mua mình mê quá con này. Mà vẫn chưa bán được này, pha trong mất. Ông quay vòng con này. Hôm mình mua mình thích nó quá. Hôm mua vì nó đẹp rồi mình mua, biển 98 mình không cũng bình thường thôi. Nhưng vì nó chất lượng. B2 37499. Mình bán ra mình mua con này là có 22,5 thôi. Cộng 2 triệu con này nhá. Máy đẳng cấp. Đúng hết luôn. Đây con này lại về đây sao này. Con này vẫn còn này. 29X128988 này, con này mình bán 25 triệu này. Đời 2014 này. 25 triệu, chấm hết luôn. Tuyệt hảo luôn. Vẫn để, vẫn nổ, cứ để rồi sẽ nổ. Hết xăng nhưng mà ép cho nổ. Đấy. Mẹ không nổ, ép nổ. Tức là năng lượng nào hơn là thằng chiến thắng. Xe mẹ. Đúng không? Ông Tranh ông cười này, em không quay, ông Tranh ông cười, ông quay Tranh chuyên ra là xe. Em nhìn anh ga nhá, này mẹ không nổ ép cho nổ. Mày không nổ mà mày hết xăng tao cho mày ép phải xăng lên. Thằng nào là thằng năng lượng cao là thằng ấy người chiến thắng. Anh em con này là biển 17 này, con này hôm qua mình like rồi. Tất cả dàn xe này hôm qua mình like, các bạn xem thì xem lại nhá. Xem lại cái video. Video này bằng cái video ngày qua, suốt ngày qua mình like hết rồi, mình không like like lại nữa. Em mấy con mới về. Noza Grand. Noza thường này. Biển số 29V này, hôm qua con này. Được rồi. Ờ, mời cả nhà nước nhá. Quay một vòng cho con, quay gì con. Nô ra đời, nô ra thường. Biển 29V7. Không 7245. Mình bán ra 11.200 nhá, 2012. Mình mua con này là có mua con này có mua này có 10 triệu thôi. Bán 112. Đấy. Đấy con lít này, con này mới về đúng không? Điểm 21 này. Con lít biển 29F này, con này được à. Nhìn nó vuông này mà. Con này đang tháo cái mặt nạ đây nhá, anh em đang chỉnh sửa tí không sao cả. Thật ra mình làm việc nó đơn giản thôi. Máy hùng húc nhỉ, máy áp phết đấy nhỉ. Ông quay vào con xe này cho con. Máy im lít 2012 một vòng. Hai chín F 03550. Con này mình bán 12.500 nhá. Đây, sơn nguyên máy nguyên. Sơn đẹp đây này, sơn xịn 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 nhá, không phải sơn đều đâu. Con AB biển 21 này, xong này được. 21B em quay tiếp con này. Đây mình đang ở khu vực kho. B141945. Cụ nào sinh năm 945 là ăn con này nhá. 25.500. Đời 2015. Con này giá thì hơi cao nhưng chắc là xe đẹp. Chắc chắn là phải là đẹp. Sợi đúng thật. Thôi lấy 25 triệu con này. Đúng là giá mình mua bút chỉ luôn. Xe giá cao nhưng mà sự xe nó là cao luôn. Chất lượng nó tuyệt hảo luôn. 25 triệu. Con này màu xanh này. 29C1 này. Khu vực này là mấy con này là mình ấy rồi. 473
Con này mình bán 11,5 nhá. Đổi lộn qua cái này nó mới. Ai đổi Hà Nội à? Con này đi ngay qua sẽ quát. À, ok. Được anh em ở đây không thích con nào thì đổ con khác. Chơi cho thoải mái đi. Đấy. Đấy xe thay đỏ đổi trắng. Đổi trắng thay đen. Đấy đúng 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 dáng của Vision Click nha. Người này đi dáng trên phố đẹp lắm, dáng xinh. Rất là nhỏ nhỏ, dáng đẹp. Anh chưa thấy đăng ký con này nhá. Con này mình bán rồi nhá, con biển 90 vừa mua bán rồi nhá. Bán các bạn thì tính ra là cũng có 20 29. Bán con này bán 29 triệu thế nhá, bán đổi cho bạn con này. Được. Con này tính bao nhiêu bán con này? Con này hiện tại nó đang làm gì để em xử lý luôn. Xử lý phần mềm này. Không có. Con gái. Con này là tính anh bao nhiêu tiền em? 29 là 295 là mua nhập vào để 2019 nhá, con này là 2 mua 29.500 nhá. Đây là bạn ấy nhiều lúc thay đổi liên tục. 29.500 con này nhá. Đấy toàn là người tí xử lý cho anh này, đúng không? Ở đây chắc xử lý qua chạy lại phần mềm phát xong mà, bởi vì dòng này máy móc thì không lo. Ông quay vòng cho con. Đấy máy khủng khiếp luôn. 29.500. Đây một chiếc Super Dream 2013 đây, đang tạo một tác phẩm nghệ thuật này để cho anh em chơi đây. Ông quay vòng con này cho con. Sởi ôi, Dream đẳng cấp nhá, Dream một thôi để nhớ. Xe này xe dập mới. Máy nguyên nhá, máy đầu ngoài đóng vào máy nguyên. Dream Việt Nam một thôi để nhớ. Em ơi em thay luôn cái này cho anh. Thay luôn mặt đồng hồ nhá. Thay mặt xịn luôn nhá. Con này máy nó đi 10 năm không hỏng đâu. Xe này mình tỉa sơn hết lại rồi nhá. Sơn lại mình làm nhật mới đây, tem nhôm này. Mình giặt thành con Jeep Việt Nam mới, nhưng bản thân nó là Jeep Việt Nam mới. Có ai thích con này không? Trọn vẹn thành thân. Trọn vẹn thành thân mình bán ra con này 29 triệu nhá. Con này em ơi em phải lấy kẹp đừng lấy dây đồng buộc. Chủ cũ nó buộc dây đồng hay mình buộc? Chủ cũ nhá, em cần thiết em kẹp khác đừng có buộc dây đồng. Để xe dân chơi 30 triệu đừng có hỏi. Biển 29.5-16184. Thôi con này bán 29 triệu chọn gói thành thân nhá. Năm sản xuất em nó 2013. Đi 10 năm không hỏng đâu. Trời ơi máy nó thích. Thôi rồi luôn, mình ghét con máy con này quá luôn. Trời ơi. Đang trong giai đoạn hoàn thiện nhá. Xe này dành cho các dân chơi. Đẹp không? Em nó sản xuất 2013. Có 2543 rồi, máy mới cứng, máy nguyên nhá, máy nguyên bản từ đầu. Khung sườn còn mới luôn, khung sườn trong nó còn gầm mục, gầm mẹ nó còn chưa vấn đề gì luôn. Đây nó quét chống gì, không vấn đề gì. Đấy máy đấy, ôi trời ơi. Hút thít này. Mẹ nghe tiếng nổ nóng thì thôi rồi luôn, anh em dành cho các dân chơi. Xe này về thanh niên nó nhấc người bốc bốc đầu luôn. Sườn còn mới, yên chí luôn. Em này tím lau cái này nhá. Xong cái này em tỉa, em lau dầu lau mỡ các thứ đầy đủ đây. Em làm con này đúng không? Thì em làm. Xe dân chơi. Con này mới về này. SH 2015 này. SH 2015 biển L. Hai chín là 150349 2014 khóa thông minh nhá. Con này đã thay được khóa thông minh rồi. Đây con Jeep này. Con Jeep này đôi 48 X5 45648. Mình bán ra con này là 13.700.000 này. 2017. Đấy hôm qua có một con 2016 mình giả ra anh em nó 12 triệu đấy. 13.700.000 con 2017 này.
mấy con này nhà... con xe 19 này rồi con xe đang bộ phận tăng gọn window này qua mình làm rồi, mình làm rồi con này làm rồi, con biển 20 này, con này này ông ơi, con A về đất biển 20. Anh em có xem video lại hôm qua nhé, mình không phải hay qua một số lết đấy. Đây là mình những xe mới nhất hiện nay. Ở trên nhà còn rất nhiều cái dòng xe khác mình chưa like được. Bởi vì dung như này là bị like bị ốm hết rồi. 20B14612 21. Con này mình bán là 20 triệu 500 nhé. 2020 hai biển 20. Xe của nó là 24-25 thôi. 20 triệu 500 con này. Thật lắm. Ôi, máy nó là khốc liệt luôn. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này nhá. Mình xin phép mình lùi về văn phòng đây. Hiện tại là mình có con nào thì mình tiếp tục mình sẽ review cho mọi người. Đây, mấy con này vừa về vừa vào đây. Đây, bộ phận anh em đang dọn con này vừa mua. Wow, cảm ơn 546 người vẫn đang xem. Đấy, trả lời một số người. Anh em nay có hàu ấy, bố trí về ăn đi. Có cái hàu 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 nữa. Cái đắt muốn mua mình trong vòng 7 ngày thì chắc phải khấu trừ 5% anh nhỉ. Ồ thôi, em cứ liệu em làm đi nhá. Làm hợp lý cho khách. Ê Huệ nhá, Huệ chào mọi người đi. Ừ, Huệ là người đi test đấy, đi đang tìm xe đấy. Đang test xe cho mình. Ôi nhiều xe quá, để tràn hết rồi. Em ơi, ra hạ xuống hàng cho anh. Đây, mình đang đứng ở khu vực cổng chợ xe máy này, chùa Hà này. Nhiều người không biết đây nhá, đây là cổng chợ xe máy nhá. Đấy. Đây, các đại ca này hay đi chơi du lịch với mình đấy. Đông nhạc sĩ Đô Lân đấy. Nhạc sĩ Đô Lân đấy. Anh Cường ăn hàu chưa? Anh chưa, là ở đây. Chị ăn này. Anh em ở đây thôi chứ còn anh đang phải ở đây đâu. Đây, khu vực chợ xe máy chùa Hà. Đây nhà mình đây. Đấy. Khu vực chợ xe đây là cổng chợ chính nhá. Khu vực này là khu vực điểm nóng của tất cả các đại gia xe máy là về hết đây nhá. Tất cả những con xe này hai mấy năm về đây. Đây tòa này, đây là tòa tháp đôi của trung tâm thương mại Cốt Cầu Giấy. Đấy. Con này mua 5 triệu rưỡi. Con này 5 triệu rưỡi bán cộng 1,5 triệu nhá. 7,5 triệu đâu nhỉ? Đúng rồi, con này là 5,5 triệu, em không nhớ. Con này mua 5,5 triệu nhá, cộng 1,5 triệu nhá. Đấy. Em không nhớ, vào và kiểm tra lại. Cộng 1,5 triệu nhá. Con này hôm nọ bảo 7,5 triệu. Không nhớ, con khác nữa. Thôi để em bán thế này. Anh thì cứ thích mua, để người ta bán cho khách. Anh em khách hàng người ta. Thật ra anh em thọ đấy, nhiều anh em vẫn định mua đấy, nhưng mà mình chỉ thích bán anh em trên này thôi, bán anh em thọ đầy, họ đây đầy người mua. Đấy, tòa trung tâm thương mại của Quận Cầu Giấy này, tòa tháp đôi Dico Valley ấy. Đấy, xa kia tòa xanh kia là anh của anh, tòa nhà FLC của chị Tuấn Quyết ấy. Đấy, tòa nhà 265 Cầu Giấy. Đây là ngã ba này, mặt phố chùa Hà này, là ra đây là 300 Cầu Giấy nhá. Ok, đây anh lấy con này đúng không? Ok, em cảm ơn. Cảm ơn anh nha, bắt tay anh cái. Anh em cũng con này ngon quá nhỉ. Anh em cũng cố gắng đúng không? Hai anh bác chọn, biết nữa. Anh chọn lựa cố gắng. Anh tên gì nhỉ? Anh không biết. Hoàng Mai. Cũng rất là tín nhiệm em ấy nhỉ. Nãy em xin lỗi, nãy em bận không nói chuyện với bác tí được. Vâng. Xong hết rồi nhé. Xong hết rồi. Vâng. Anh đi nhá, chụp ảnh chưa? Rồi ok. Em bây giờ live chuẩn bị cũng xong nghỉ rồi. Muộn rồi. Vâng, anh đi nhá. Anh về anh dán đi lông rồi nhá. Rồi, okay. Xe này của nó nguyên bản này chưa dán đi lông. Tại vì anh ấy muốn ở Hà Nội chưa có con nào đúng đời thì anh bảo tạm thời gửi lại thì em bảo dán 5% chỉ trừ 2 triệu rưỡi thôi. Nhưng mà anh ấy bảo 1 thì không được. SH mà mua đấy, kể cả anh em trên live là lỗ 1 triệu là chết bọn em. Anh dân chơi mua SH mà anh lỗ 1 triệu thì thôi chết. AB nhiều khi đỡ cho anh được. Thôi, đỡ cho anh, trừ anh 2 triệu. 1 triệu không đủ vận hành.
Anh ơi bỏ ra 100 triệu và các bác chơi thoải mái mà lỗ 1 triệu thì thôi, lần sau các bác em không dám phục vụ. Vâng, anh em vui vẻ. Đây là một chiếc SH này đây nhá, SH có anh em đang muốn anh đổi xe anh gửi lại đây. Trước bán anh là bao nhiêu tiền? 75 triệu đúng không? Bây giờ lại mua lại 73 cũng được. Triệu rưỡi à? Đấy, cứ phải ok. Cứ phải triệu rưỡi ấy. Ok, rồi triệu rưỡi nhá. Thế là mua con này này. Mà có con nào thì chuyển Hà Nội mà nó tầm 17 18 thì mà có. Anh cứ theo dõi. Anh cứ theo dõi là sẽ có. Ok. Rồi rồi, anh đặt cọc nhá. Vâng, cọc này. Rồi. Thế vào giải anh 735 đây lại tiếp tục con xe biển 81 này 2019. Đấy. Ông bác kệ bác mua. Con Bayzi là đấy là có một thợ xe đang đấy, xem trên này là chốt mất của mình rồi. Xe Bayzi ấy. Nó là đẳng cấp, con Bayzi quá rẻ. Đây con này 2019 đi nhá. Mua của anh bán anh 75 triệu bán mua lại 73 rưỡi. Ai thích không? Con xe này nhá, biển 81B2 này, 2019. 125 CBS 65021 cộng 1 triệu rưỡi nhá, lại bán 85 triệu. Anh em cứ đi thoải mái, lại lỗ triệu rưỡi đây lại mua lại. Chả có sao mà. Cái dòng này cũng bao giờ biết mất giá đâu mà. SH 2019. Đấy. Ok. Cảm ơn 576 người vẫn đang xem. Đây con này này, 153 triệu này. Chưa có người hỏi này, mãi vẫn chưa bán được này. Đấy nhưng mà em nó là điểm tựa cho bao nhiêu các em khác. Bởi vì em này nó là hoa hậu người béo. Thế thì nó là điểm tựa cho bao nhiêu em khác lên đường. Trong ngày thôi nó để nó theo đàn. Con này là con ong chúa này. Bọn này là có con ong thọ đi theo. Nhưng mà ong chúa bao giờ ở lại. Con này con chúa nhá, 350i. Mình bán ra 153 triệu. Đấy 350i này, đẹp lắm. Con này ong chúa, con kia ong đen này đại ca. Đây là con ong trắng này, ong đen, ong vàng, ong đỏ, đủ hết các loại ong. Đây, 131 độ. Chính cái con ong chúa này nó làm cho bao nhiêu con ong khác đi này. Ong này có ở đây thì mấy con ong này sẽ đi được hết, bọn này sẽ đuổi đi hết. Trông thôi nó kê đây nhưng không phải không bán được. Mà nó là con mẹ, đúng không? Con này con ong mẹ này. Nếu mà mất nó là phải đón một con khác vào để đây nó làm nó để quảng cáo. Ok muốn đổi cho anh đây em đang live vẫn còn 600 người vẫn đang xem 5595 thôi gửi lại tiền anh nhé. Quỳnh ơi xem ông em mua thế gì đấy con trai đi cùng rồi luôn. Ok anh ghi cho em lại mấy chữ. Thôi rồi em ra bán hàng đi, đang có khách. Đấy. Hay em đang chuyển khoản lại lấy con Hà Nam Phủ Lý đúng không? Ôi lên tít phết nhỉ. Vào đây mà không mua bán gì hóa ra mọi người thích. Đây hoa này. Phòng này phòng của mình nhá. Mười mấy năm rồi. Hoa đẹp mọi người. Đây hoa hoạt động nhà mình đấy. Rất là kinh khủng. Kế toán là tít mù luôn. Đang thiếu mất hai kế toán nhá. Làm hồ sơ giấy tờ sổ sách. Đây liền đâu. Chào mọi người gắn đi. Toàn đêm tầm 12 giờ mới ngủ nhá. Đợt này sang tháng nhá. Phải cho đi du lịch Hạ Long. Vinpearl Hạ Long. Đấy theo anh kia là rất mệt. Đấy mình gặp anh thì nó cứ ở lúc nào cũng phải nhộn nhịp. Đấy em gái. Khách hàng xinh gái nhá. Đấy đôi này rất là đẹp đôi xinh gái. Hai chú cháu à? À ôi giời ơi thế. Xin lỗi nhá. Em Dung em gái anh kia nè. Ờ đúng rồi Hiếu Xuân ơi. Dung là em gái anh mình. Lê Tiền Viên Diêm Thái Nguyên Diêm Thái Nguyên bản từ A đến Z không bạn. Diêm Thái hiện tại chưa có nhá. Có nhưng đang đòi anh em nó đang đòi đất. Em chưa mua. Em muốn. Đây Quỳnh này. Nhung đang trả lời khách rất nhiều nhưng bây giờ chuyển vào kế toán đếm tiền. Mẹ đây con gái lớn đây. Mẹ chào mọi người đi. Đấy đang đi test kiểm xe đấy. Xe trong nhà rất nhiều này. Một người nhân viên mới này vào mà kiểm xe như mình đếm xe như mình từ sáng đến tối không xong xe.
đúng không? Từ sáng đến giờ đúng không con? Từ sáng đến giờ vẫn chưa kiểm hết xe đúng không? Kiểm tra cho số sợ mất, bởi vì ngày nào mình phải kiểm tra quân số, rất là bận đúng không? Rất là bận. Đấy. Nhung thì không trả lời khách, cứ phải tít mồ huy kìa, bác sĩ kìa. Đây, ông này học viện tài chính này. Đấy, ông này học viện tài chính này, ông kia là học viện báo chí và tuyên truyền này. Ông này cũng tài chính này. Toàn tít mồ toàn sinh viên giỏi đấy, về đây phải nhanh không được. Đấy, vẫn đọc. Anh vừa xe anh kiểm tra kỹ rồi em ạ. Đây, Đồng Nhung đi nhá, nếu ai nhắn tin thì Đồng Nhung đi nhá. Các mọi người ở trên đấy, Đồng Nhung chào mọi người đấy, chào các anh trên này đấy. Quỳnh, Bêu, Dô, Quỳnh, ngại. Vâng, đấy. Trực tiếp em làm nhá, nó thật chia sẻ mọi người trên này nhá. Trực tiếp làm video, kể cả buổi tối làm tất cả mọi cái mình làm, mình chiến hết, mình làm luôn. Bởi vì làm theo đúng cái phong cách của mình, đúng cái con người của mình, nó khác. Đấy, bởi vì nó sẽ là một cái tiếng nói riêng, còn tất nhiên là cũng hệ thống cũng làm. Vào trong này vẫn lên tít, ok, đếm tiền đủ ngoài nhưng mà vẫn phải tươi anh ạ, đâu cũng phải vui vẻ đi anh nhỉ. Thôi chào ta anh em rồi, vâng dưới 80, ok anh cứ theo dõi là sẽ có dưới 80, ok chứ nhỏ đấy. Ô anh lấy ra gì đấy? Không em đâu, anh chưa cắm cái xe sáp. À còn xe sáp? Đi qua bây giờ phải lấy lại. À cắm. Đã bỏ Huy nhá, vừa rồi còn không cầm đâu, không dám cầm đâu, toàn anh em quen gọi là thôi thì để cho mượn nóng với nhau cho vui. Cắm tình một tháng mà thôi thì em lấy lại luôn. Không nói chung là chỗ anh em tình cảm với nhau thôi, chứ còn mình cũng không phải là xã hội đen cái gì cả, mình không phải tài chính gì cả, mình là kinh doanh thuần túy đấy, chia sẻ anh em thế đấy. Vẫn quảng cáo con xe FZ chạy 2.700 cây, hàng số 1 Việt Nam, không có nhá. Mình bán ra 41 triệu vẫn quảng cáo tiếp. Đấy, bên kia các anh em thợ đang xem. Đây các anh em dân chơi đang xem. Mình đang soi qua kính nhá, đang xem những chiếc SH. Cảm ơn 565 người đang xem nhá. Đấy, 2 top. Mình rất nhiều nhá, cái xe gì xe gì mình có nhá. Đây những chiếc xe gym mà khách hàng đang đặt cọc này. Đấy, yên nó trắng hay là đặt cọc hết đấy. Xe gym. Đấy. Mấy ông anh đang xem, mình đang cho trong phòng kính. Đây Đồng Nhung đang nhắn tin. Khách chuyển khoản cọc đúng không? Ngày nay bao nhiêu giao dịch rồi? Con xe một anh ấy, ông anh ở Bình Phước cọc luôn con Future ấy nhỉ? Máu đấy. Có phải anh Hoa Lan Bình Phước không? Rất là nổi tiếng. Hoa Lan đột biến. Nhưng anh em Bình Phước giàu lắm. Này, anh em dãy dũng nhiều, anh em nhiều tiền. Đấy, riêng dân anh em trong miền Nam mua máu lắm, mua phút mốt luôn. Sáng nay là rất tiếc cho anh Diện con xe Future ấy, anh cứ tha thiết. Cuối cùng mình bảo em quý anh lắm muốn để lại, nhưng mà bác ấy vẫn cứ tính 500 một triệu, cuối cùng là cũng không được việc. Bởi vì là nó thật ra thì mình cũng nó là cơ may đúng không? Cơ may mua được chiếc xe Future đẹp thế, nó gần như gọi là trúng số độc đắc luôn. Ok. Đủ tiền chưa em? Cất gọn đối nhá, đi xe buýt thôi, bác mày mất phát chết rồi. Bố con đi xe buýt. Đó không chuyển khoản. Đây mình nhá. Đây mấy con mình sẽ like mấy con xe trong này nhá. Đây hiện tại nhà vẫn còn này, mình không like kịp đâu, vì đọc giá nó rất là lâu. Anh em ai thích con nào thì inbox cho mình nhá. Đây con xe kia là có người đặt cọc đang chuyển đi xa này. Đấy, SH đi. Rất là nhiều anh em ai thích con nào inbox cho hệ thống dưới Quỳnh Minh Nhung rồi là các bạn ấy là trực tiếp inbox cho mình nhá. Rồi là Long. Đấy là trả lời giá. Đây mình quay vào đây. Đây tòa nhà này 9 tầng nhá. Dưới này tầng hầm mát lắm. Trên nhà là mình cho thuê 9 tầng trên, ở dưới tầng 1 để kinh doanh. Liberty này.
Đấy con 82 là lá bọc về đi Hải Dương rồi nhá, con 82 96 hôm qua. Con mấy con này là vừa like này, đây mấy con Jim này vẫn đang chờ. Jim Thái, Jim đẹp vẫn đang chờ. Future Nail này đã có người đặt tên này, đã người dặm hỏi nhá. Future Nail 65 triệu ấy. Có ai thích có những xe Future Nail thì nhá, Future rồi 81 82 đẹp nhá, nhớ bán. Những chiếc xe yêu thương ấy, nhớ bán cho mình nhá. Đây Future này bán 65 triệu cho chuyển về Bình Phước này. Bốn anh em dân chơi. Đấy. Thì anh em cứ thích con nào đấy cọc qua số tài khoản của mình là 5262818 ấy nhá. Tài khoản của mình là tài khoản đấy, tài khoản doanh nghiệp cho nên thì yên chí, không có lo. Mang tên Hoàng Trung Kiên. Đấy con Jim này sao vẫn còn này. Đấy con Jim này sao không vẫn còn này. Em ơi sao cái xe Jim này vẫn còn này, không lấy cọc này. Con Jim 98 này. Này chú Quý ơi, con xe Jim này sao mà vẫn còn này nhở, mà mình không biết là ai là bỏ cọc cái sao mà vẫn còn nằm trên này này. Long ơi, bộ phận kia đang kính không biết được. Ai để ý xem con Jim đời 98 thì mình có like đi lại con Jim này nhá. Ông anh ông ấy cọc, ông ấy tham quá, ông cọc 2 chiếc 1. Thế bây giờ ông ấy nhả một con, không biết con này sao rồi. Cái con Jim 598 này, xe này nó là đẳng cấp luôn. Máy nguyên, sơn nguyên máy nguyên. À Jim 2000 nhé, 599 Jim Việt Nam này đâu, 99-2000. Nó là đẳng cấp. Đừng hỏi tại sao. Đấy. Đấy con Jim này cọc rồi. À con này cọc rồi, con này còn con này nhá. Con này là Jim 2000 này, máy nguyên này. Không biết không có cái dán cọc này mình đang ấy này. Con này thì vẫn còn. Con này đầu máy 823, mình bán là 19,5 này. Jim Thái 29 giờ này. Coi điểm yếu vỡ mỗi cái nắp hậu thôi, mình dán nó là xong. Hàng mộc sơn nguyên máy chạm. 19,5. Đây là những chiếc xe SH này nhá. 150. 125. Đây là những chiếc xe SH này. Con này Việt nhá. 214-15 này, SH đen sần này, mình bán ra 98 triệu bao hồ sơ này. 98 triệu bao hồ sơ. SH rất nhiều. Đấy con Jim nãy, con Jim này là con Jim đuôi 49 đầu mình like đây. Cũng chưa người cọc, bán 331 triệu này. Con Jim 29K này tại sao vẫn còn đây nhỉ? 29K con này vẫn còn này, tại sao vẫn còn mà chưa người cọc này? Con Jim Việt 29K này vẫn chưa người cọc này. Hoàng Huy Ngọc, Future Nail bán về Long An rồi à? Anh ơi, anh Ngọc ơi, bán về Bình Phước nhá. Long An thì vẫn chưa thua. Thì Trần Em về Bình Phước rồi, bán 65 triệu rồi. Long An, mấy anh em dân chơi Long An vẫn chưa bằng Bình Phước được. Đội Bình Phước mua luôn rồi con đấy rồi. Mấy anh em Hưng Yên là khu vực EcoBắc đất rất nhiều dầu. Nhưng mà vẫn cứ tính với em Kiên 1-2 triệu cuối cùng là. Anh Diện này anh vẫn cứ tính toán, anh hội đồng thẩm vấn nhiều quá. Chưa sáng nay là một các anh ấy, 5 người ngồi bàn chè. Cứ rẻ em kia nó 60 triệu hay bao nhiêu cuối cùng mà thôi anh ơi, anh cứ phải chốt đi. May quá cuộc đời em trúng số độc đắc thôi. Đấy con Jim này đẹp này. Con này cũng đặt cọc rồi mà vẫn chưa đến lấy con biển 30L này. Xong mấy con này xong lâu thế nhỉ. Các anh ai cọc này ra lấy sớm một giúp em cái. Không để em bán các anh chờ lâu quá. Con này đẹp này. X3 này cọc lâu thế. Con này của nó đẹp vô cùng luôn. Đây con Jim này cũng biển 36, con này rút hồ sơ. Cũng cọc bây giờ vẫn còn này, biển 36. Nhưng cọc, nhưng mấy con Jim này cũng cọc hết rồi. Không mấy con L này cọc lâu ấy nhỉ. Các anh ấy lấy không có đem ra lấy tiền về gửi xe đấy. Đây con Liberty này. Berlin này, 2018 này. Berlin 2021 này mình bán là 68,5 này. Berlin này đẹp này là 2021 này. Con Palima. Anh em ai thích con nào inbox với mình nhá. Giá mình bán xe mình còn chất lượng đấy, anh em cứ qua đây. Ly ABS, ly CBS có hết. SH1 này, các loại dòng SH. Đây con này là con 50 này. Tứ quý 6 này. Con này có Galaxy tứ quý 6 này, ai mua bán thanh lý luôn Galaxy này.
biển đẹp đấy, xe chơi đấy mà cuối cùng vẫn cứ ế không bán được, tài thật chứ. Con này thứ 6 này, xe mình mua mình chơi nhá. Ai mua không bán luôn. Em ơi, Long ơi, mấy con xe em cọc sao không dán đây? Con này này. Không cọc, đâu. Con nào không cọc là bóc ra rồi mà anh. Bóc ra thì phải cho dắt ra để anh lai bán. Ai thích con này không này? Con này bán bao tiền? Con này hôm nay anh bán là bán 37 triệu này, con này này. Anh gửi cho em, anh gửi cho em mấy cái số điện thoại của em ấy, em gửi luôn cho anh đi. Em gửi rồi nhưng anh ấy không thích gym này. Anh thích gym đời cao. Đâu, gym đời đầu, gym đời đầu con này đẹp lắm mà. Ai thích con gym đời đầu nào? Con này bán 37 triệu, con này mua 34 triệu này. Cọc xong anh em nhiều lúc anh các bác đại gia đây giòn cờ còn dựng này, đây này tem đuôi chuột của Nguyên này. Con này mua 34 bán 37 triệu đây mà. Các đại gia là cứ tham cứ đặt cọc lung tung, cũng chấp nhận mất mấy trăm khổ. Cọc triệu bạc ít quá. Vẫn còn này. Bán con này 37 triệu nhá, ai thích thì chốt luôn đi. Máy Nguyên này tem đuôi chuột còn dựng ngược à. Đây con thứ 6 này ai thích không? Inbox của mình nhá. Con Galaxy thứ 6 này. Có mười mấy triệu thôi. Con này mấy bố trên báo chí cứ mấy chục triệu, mấy trăm triệu đâu ra ai mua. Đây này, của tôi này, biển Hà Nội thứ 6 này. Mấy ông báo chí cứ bảo mấy chục triệu, mấy trăm triệu, đây tôi bán mười mấy triệu. Quan trọng là xuống tiền mới là quan trọng. Đây, xe K50 đi 2.000 cây này. Xe này cho giới cho học sinh sinh viên siêu tầm. Mà của nó thương hiệu SYM. Đây con thứ 6 này ai thích thì inbox cho mình nha, con này này. Là những các đại gia chơi sim số này. Rồi mới đét luôn. Con này của nó mới đét luôn, đừng có hỏi tại sao. Xe siêu tầm nha, không phải xe mua về đi đâu. Mình bán ra nha, con này có mười mấy triệu hay hơn 20 triệu chứ. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Đấy rất nhiều DVT nhá. Lợi ích các vòng xe thì lợi ích thì trên dưới 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Rất là nhiều. Cảm ơn 591 người vẫn đang xem. Thôi mình xin phép kết thúc live tại đây đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để về ăn cơm thôi, muộn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá.